Trang rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 241. Cơ thể sáng bóng, giống như chỉ khoác lên một lớp màn vậy, khiến cho người khác nhìn thấy nhưng lại không rõ nét. Chỉ cần là một người đàn ông gặp phải kiểu phụ nữ như này, tất nhiên sẽ có ham muốn, muốn xé vụn từng sợi. "Ông chủ, hôm nay chúng em sẽ phục vụ anh thật tốt." Giang Hải từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, thở ơ. Ngoại hình của hai người giống hệt nhau giống như cùng một lò đúc ra vậy. Trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào, khiến cho người khác không nhịn được muốn đẻ xuống giày vò. Hai người này, trong mắt lóe lên những tia sáng, có điều, những điều này Giang Hải đều không nhìn thấy được. Một người trong đó nở nụ cười, chậm chậm đi đến sau lưng Giang Hải. Bàn tay mảnh mai trắng nõn, nhẹ nhàng lướt qua da của Giang Hải, từ đằng trước ra đằng sau, từ ngực, nhẹ nhàng đi xuống, từng chút từng chút một nhấn xuống trên tay đeo một chiếc vòng tay bạc còn có thêm hai chiếc chuông tạo ra tiếng len ken thu hút tâm hồn người khác trong khoang mũi tràn ngập mùi cơ thể của người phụ nữ này mà đằng sau lưng đã có thể cảm thấy một cảm giác mềm mại đè lên lưng những động tác này rất thuần thục đã luyện bao lâu rồi giang hải nắm chặt đôi bàn tay ngọc khóe miệng nở nụ cười kỳ lạ đôi mắt đột nhiên mở ra trong suốt nhìn thấy đáy không chút dục vọng Audio điện tử võ tấn bền. Ánh mắt sắc bén, hiện ra đằng đằng sát khí. Lúc này, trong đôi bàn tay ngọc kia, đang kéo một sợi dây nhỏ gần như trong suốt. Thế giới ngầm, gọi thứ đồ này là tỏa long khấu. Chỉ cần kéo nhẹ, không cần tốn một chút sức nào cũng có thể cắt đứt cổ của đối phương, giết người chỉ trong tích tắc. Đôi tay đó, có chút run rẩy, bỗng nhiên sắc mặt người phụ nữ đó biến đổi. Ông hẹo trả lời, ông chủ, chị em chúng em còn chưa bắt đầu làm mà. Vậy sao? Giang Hải lạnh nhạt cười. Vừa mới bắt đầu đã phải chết, thật làm khó cô rồi. Anh, người phụ nữ hoảng sợ, bởi vì tay của Giang Hải đột nhiên nắm chặt, cổ tay của cô ta giống như bị bẻ gãy, đau đớn dữ dội không chịu nổi, toàn thân cũng không còn chút sức lực nào. Người còn lại thấy xảy ra chuyện, bị Giang Hải phát hiện rồi. Hừ lạnh một tiếng, cho dù người mà bọn họ đối mặt là đế vương cũng vẫn khinh thường không sợ hãi tháo chiếc vòng bạc ở trên tay ném về phía giang hải một sợi tơ nhỏ vẫn gắn liền trên tay vòng tay xoay một vòng vây quanh giang hải sau đó lại một lần nữa quay về tay người phụ nữ đó sợi tơ còn nhỏ hơn cả cọng lông tay quấn giang hải và người phụ nữ kia lại với nhau trên mặt người phụ nữ vẻ điềm đạm khiến người khác thương mến đã biến mất không còn sót lại gì mà là xuất hiện một vẻ hung ác đế vương đi chết đi đột nhiên kéo mạnh sợi dây, người phụ nữ này đến cả đồng đội của mình cũng muốn giết. Trong lòng của sát thủ, nhiệm vụ cao hơn tất cả, bọn họ tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay nào, thậm chí đã đánh mất đi cảm xúc cơ bản của con người. Phù xoẹt, đầu rớt xuống, máu tươi bắn tư phía. Tỏa long khấu, không dính chút máu nào. Còn trên mặt người phụ nữ kia, lại xuất hiện sự kinh hãi. Giang Hải chắp tay đằng sau đứng một bên, ánh mắt như đang nhìn một người chết. 32. Hóa ra là nhiệm vụ của hai người, thưởng kim hội, quả đúng là thần bí. Công kích không chúng, người phụ nữ lập tức quay đầu bỏ đi. Nhưng, sao Giang Hải có thể cho cô ta cơ hội rời khỏi đó? Trên tay, xuất hiện tỏa long khấu, giật cổ tay một cái ném về phía người phụ nữ đang bỏ chạy. Sợi tơ hành chóng quấn quanh, trong nháy mắt đã xoay quanh mấy vòng. Kiếp sau, nhớ làm người kéo cổ tay, sợi tơ bền vững kiên cố, dễ dàng tách rời lớp da mềm mại kia của người phụ nữ. Máu tươi chảy xuống, chớp mắt người phụ nữ đã trở thành người máu. Giang Hải lạnh nhạt cười, vỗ vỗ tay, đôi mắt híp lại. Thường kim hội, có chút thú vị. Khắp đất với máu, hiện trường bi thảm không nỡ nhìn, Giang Hải hoàn toàn không có cảm xúc gì, anh đã ngửi quen mùi máu tanh kiểu này rồi. Ở đây, tự nhiên sẽ có người của hoành độ dương đến xử lý giang hải quay về suối nước nóng nơi mà cố uyển như đang ở đó ông xã anh đi đâu thế sao lại lâu như vậy mặt của cố uyển như có chút hồng không biết là do căng thẳng hay là do suối nước nóng quá nóng xoa xoa bụng giang hải nói dạo gần đây bụng không được tốt cứu đi ngoài mãi thôi cố uyển như nhăn mũi giang hải nói thô lỗ khiến cho cô có chút ghê tởm nhưng vẫn ân cần hỏi không sao chứ có cần uống thuốc không giang hải lắc đầu cười khà khà em không phải chính là linh đan rượu dược của anh sao đáng ghét anh làm gì thế đây là đang anh đừng mà đồ háo sắc không được mà giết chết hai người phụ nữ này mạng che mặt của thưởng kim hội cũng không che giấu được nữa rồi trong lòng giang hải đã có suy đoán chỉ là thiếu chứng cứ để chứng thực không bao lâu sau hoành độ dương mặt mũi bình tĩnh mang một bản báo cáo đến trước mặt giang hải anh đoán không sai Hai người phụ nữ này, là cùng một người, gen, căn bản giống nhau. Giang Hải cao mày, quả nhiên là như vậy. Nhân bản, Giang Hải chậm chậm nói ra hai chữ. Suy đoán của Giang Hải không sai, thường kim hội, không hề có chuyện không có nhiệm vụ gì không hoàn thành, mà là, tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ làm đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Nếu như lợi dụng kỹ thuật nhân bản, không ngừng sao chép phó học kỳ tài, vậy thì, thường kim hội, sẽ có những sát thủ mới liên tục không ngừng. Chỉ có điều, bồi dưỡng mười mấy hai mươi năm, cái giả bỏ ra có chút đắt đỏ. Nhưng, so với tiền thưởng cao nhất, những chi phí bỏ ra này, dường như có thể xem nhẹ không tính. Những cao thủ được nhân bản ra, có thể thất bại vô số lần, chỉ cần một lần thành công, thì đã có thể lấy được tiền thưởng cao ngất ngường. Chỉ là, còn có một vấn đề mà Giang Hải vẫn không hiểu, hơi nhíu mày. Hoành Độ Dương nói, nghe nói, có một kỹ thuật mới, cái giả phải trả là giảm mất tuổi thọ, rút ngắn thời gian trưởng thành của một người. Đối với người bình thường, mười mấy hai mươi tuổi mới thành niên. Mà loại kỹ thuật này, năm năm, là có thể sao chép ra một cơ thể thành niên. Chỉ là, kiểu người nhân bản này, tuổi thọ không dài. Đối với một sát thủ mà nói, tuổi thọ dài ngắn, không phải quyết định bởi lúc nào già chết, mà là khi nào nhiệm vụ thất bại. Những sát thủ này, căn bản không phải là người, Bọn họ không có tình cảm, ý nghĩa bọn họ tồn tại chính là chấp hành nhiệm vụ. Khi mất đi giá trị lợi dụng thì không cần thiết phải tồn tại nữa. Tôi hiểu rồi. Nâng chén trà lên uống hết, Giang Hải chậm chậm đứng dậy, xin phép rời khỏi. Rất nhanh, thế giới ngầm bắt đầu lưu truyền một tấm hình. Tấm hình của nữ sát thủ thưởng kim hội. Đồng thời, Giang Hải cũng tung tin về phương pháp vận hành của thưởng kim hội ra ngoài. Tin tức nhiệm vụ của Thưởng Kim hội thất bại nhanh chóng đã được truyền đi rộng rãi. Đế vương chẳng những không sao, mà còn truyền bá cho mọi người biết thủ đoạn độc ác như vậy của họ. Cảnh hỗn loạn này của thế giới ngầm, bởi vì lần thăm dò của Thưởng Kim hội mà hoàn toàn yên ả. Nhưng Giang Hải biết, Thưởng Kim hội nhắm vào mình, tuy rằng đã giết hai sát thủ, nhưng nguy hiểm thì còn lâu mới giải trừ được. Tin rằng không bao lâu nữa, nhất định Thưởng Kim hội sẽ lại ra tay một lần nữa có điều sát thủ loại này đến bao nhiêu thì kết quả đều là chết đúng là bám dai như đỉa mà giang hải thở dài một hơi giang hải cũng không biết bản thân phải giết bao nhiêu người mới khiến thưởng kim hội dừng tay mà thưởng kim hội bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ như thế nữa thời gian này cũng không ít người chống đối hoạt động của tôi nhỉ đầu tiên là doãn thư tiếp theo đó là hồng đại lão sau đó lại xuất hiện thưởng kim hội giang hải bĩu môi ngày mai chính là lúc lấy cái đầu của liên thiệu lần này giang hải không dự định lương tay nhưng cũng không thể để liên thiệu chết một cách dễ dàng những người theo dõi giang hải đa số không phải là võ giả bọn họ cũng không hiểu giang hải làm thế nào để lớn mạnh như thế giống như giang hải một chiêu đánh bại húc thiết rõ ràng thực lực lợi hại hơn nhưng lại bị cho là đánh lén dùng ám khí anh giang hải núi chân chính đã chuẩn bị xong rồi trong lòng tần hiên vẫn có chút không nắm chắc dù gì thực lực của giang hải và liên thiệu đều vượt ra khỏi phạm vi lý giải của anh ta nhưng nhìn biểu hiện của giang hải không thấy bất kỳ sợ hãi nào chỉ có sự khinh thường giang hải gật gật đầu những công việc cơ bản này giao cho tần hiên đi làm anh rất yên tâm chuẩn bị tiền giang hải lạnh lùng cười nếu như đã mở sòng cá cược nói thế nào giang hải cũng phải góp mặt giúp thêm náo nhiệt chứ lợi dụng anh để kiếm tiền đâu có dễ như vậy mang hết số tiền chúng ta có thể lấy ra tất cả đều cược tôi thắng nếu như đã có người mang tiền đến tặng thì không có đạo lý gì lại không lấy tần hiên vâng lời lập tức đi chuẩn bị có những việc không cần giang hải phải dặn dò tần hiên đã biết phải làm như thế nào sau khi hỏi qua tần nguyên văn tần nguyên văn đã lập tức sắp xếp những tài sản và của cải mà anh ta nắm giữ tất cả đều mang đi thế chấp đổi thành tiền mặt, đặt cược toàn bộ gia sản hơn 400 triệu lên Giang Hải. Tần Nguyên Văn cáo giả sớm đã tính toán rõ ràng cả rồi. Nếu như Giang Hải thua rồi, vậy chính là chết, những của cải này nhất định sẽ lần lượt bị chiếm đoạt. Nếu như Giang Hải mà thắng rồi, vậy chính là đầu tư ít mà kiếm được nhiều. Bất luận số tiền này có dùng để đặt cược hay không, chỉ cần Giang Hải thua, tất cả đều là bong bóng. Thà rằng liều một phen, cược một ván lớn. Có người cược Giang Hải thắng, hơn 400 triệu tệ. Nhà cái cũng bất ngờ, trên mặt nở một nụ cười thoải mái. Qua số liệu hạch toán của hai người, sòng bạc nhà họ Du đã mở ra một cuộc cá cược. Nhưng khiến cho người khác không ngờ được đó là, dường như tất cả mọi người đều cược Liên Thiệu thắng, chỉ có lác đác vài người cược Giang Hải thắng. Nếu như Liên Thiệu thật sự thắng, vậy thì nhà họ Du phải đền ra một nửa gia sản. Lúc này, đột nhiên có người cược Giang Hải thắng còn cược hơn 400 triệu, nguy hiểm đã được giảm bớt rồi. Không bao lâu sau, lại có một tin tức truyền đến, sắc mặt của ông chủ du lập tức trầm xuống, giống như ăn phải ruồi nhặng vậy. Chính lúc vừa nãy, lại có một người một lúc đặt cược tròn một tỷ, hơn nữa còn đặt cược trên người Giang Hải. Một tỷ, nếu như Giang Hải thắng, vậy thì toàn bộ tài sản của nhà họ du sẽ bị đào sạch mất. Một tỷ này đặt xuống, không phải người khác, chính là người đã khơi mào ra toàn bộ việc này, Doãn thư. Lúc này, ngoài một số người ở thành phố Giang Tư ra, không có ai cảm thấy Giang Hải sẽ thắng. Mà Doãn thư lại biết, Liên Thiệu nhất định sẽ chết ở thành phố Giang Tư, Giang Hải nhất định sẽ thắng. Sao Doãn thư có thể không nhân cơ hội này để kiếm một khoản tiền lớn cơ chứ? Một lần ngông cuồng kiếm mấy tỷ, đây cũng sẽ khiến Giang Hải chết một cách nhanh hơn. Doãn thư có thể lợi dụng khoản tiền này tăng thêm số lượng tiền thưởng. Chỉ cần giá tiền đủ cao, thậm chí có thể hấp dẫn cả cổ võ giả cũng nên. Nếu như cổ võ giả ra tay với Giang Hải, bất luận Giang Hải thắng hay thua, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Không mặc gì nằm sấp trên giường, Doãn Thư hơi nhắm mắt, biểu cảm mơ mơ màng màng, sâu trong cổ họng rên một tiếng thoải mái, hơn nữa thân hình mảnh mai, đang vặn đi vặn lại không yên. Cảnh tượng dâm đáng, khiến người khác miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, có hai người đàn ông đẹp trai đang thực hiện xoa bóp cho cô ta. Thư giãn trước, sau đó lại tiến hành một cảnh tình cảm mãnh liệt, doãn thư càng ngày càng xa đọa làm một người đàn bà, thật tốt. chương 242 Núi chân Chính, bãi đậu xe đã được sửa bằng phẳng, còn đường nhỏ lên núi đã được sửa qua, núi nhỏ tươi tốt xanh tươi, giống như một địa điểm du lịch vậy. 5 triệu tiền vé, chỉ bán ra lác đác vài tấm mà thôi, những người này, hơn nửa là người danh quận không biết nước đi này của Giang Hải sâu như nào. Đối với những người cổ vũ liên thiệu này, Giang Hải sẽ tuyệt đối không nương tay. Tiền đỗ xe, 1 triệu. Trả tiền đỗ xe xong, tiền qua đường lại là 1 triệu. Lên đến núi, Tần Hiên còn bày ra một loại phí chỗ ngồi. Hạng một ngồi ở phía sau cùng, địa thế thấp nhất, có điều là trên đất bày thêm một lớp thảm cỏ, còn tỏa mùi hương khiến cho người khác người thấy buồn nôn. Phía trước, là một hàng ghế đá, phải trả giá 2 triệu. Lại tiến phía trước, còn có ghế cao quý, còn về bao nhiêu tiền thì không có ai nghe ngóng. Hoành thiên giai của thành phố Giang Thanh đến rồi, Hoành Độ Dương chủ tịch của thành phố Giang Tư cũng đến rồi. Hoành Độ Dương đem theo tùy tùng, hơn 10 người khí thế hùng tráng, đi thẳng ngồi vào vị trí ghế VIP. Ông ta vừa ngồi xuống, mọi người mới biết Giang Hải đáng ghét như thế nào. Vị trí của bọn họ rất thấp, hoàn toàn bị đằng trước che mất tốn mất mấy triệu mới lên được núi, cũng không thể ngồi chỗ mà chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ nghe tiếng thế này. Sắc mặt của Hoành Thiên Giai, thật sự rất khó coi. Kim Thâu bước lên trên kèm theo nụ cười. Cơ chủ tịch, anh Giang nói rồi, nếu như anh đến, để em sắp xếp cho anh đến ngồi chỗ ghế vip. Sắc mặt của Hoành Thiên Giai có chút thay đổi, không ngờ, Giang Hải đột nhiên học được cách hiểu chuyện rồi. Ngồi bên cạnh Hoành Độ Dương, Hoành Thiên Giai rất khó chịu. Thành phố Giang Tư phát triển không tồi, xem ra nửa năm sau anh có thể rời khỏi thành phố Giang Tư. Rời khỏi thành phố Giang Tư, vậy thì là thăng cấp. Từ lúc thành phố Giang Tư có tập đoàn Uyển Như, địa phương cũng phát triển, muốn không bị bên trên để ý đến cũng khó. Tương lai của Hoành Độ Dương có khả năng phát triển vô hạn, điều này đã gây ra động tĩnh trong nội bộ hoàng tộc. Nước có thể đẩy thuyền, đồng thời cũng có thể lật thuyền. Hoàng tộc Hoành gia là thống ngự thiên hạ chứ không phải nô dịch thiên hạ. Thời đại thay đổi rồi, lòng người cũng nên thay đổi. Khóe miệng của hoành thiên giai, nhếch lên một nụ cười chế giễu, không hề che giấu vẻ châm biếm. Đối với hoàng tộc mà nói, bách tính bình thường, chính là dân đen. Người dân là nước, có những người, nhất quyết muốn trong nước ép ra váng dầu, lấp đầy chiếc túi, thỏa mãn ham muốn cá nhân. Nếu như, trong nước này, trên có cây cối xanh tươi, dưới có cá bơi, Hoàng tộc muốn chèo thuyền du ngoạn, cũng đâu sợ thiếu áo gấm thức ăn ngon. Hoành Thiên giai sướng sờ, dân giàu thì nước mạnh, đạo lý này ai cũng biết. Nhưng lại có mấy người được giống như Hoành Độ Dương, suy nghĩ lâu dài. Hoàng tộc vẫn làm việc ngu ngốc tát ao bắt cá như trước. Hoành Độ Dương lại nói, tập đoàn Uyển Như đã ra khỏi thành phố Giang Tư, nhưng vẫn ở tỉnh Hải Đông. Đối với anh, có bao nhiêu lợi ích thì phải xem anh làm như nào ông ta không nói nếu như không phải biết thân phận của giang hải trước ông ta sẽ làm một việc ngu ngốc giống hoành thiên giai như vậy mơ mộng hão huyền bỏ tập đoàn uyển như vào trong túi tập đoàn uyển như có rất nhiều kỹ thuật độc quyền những điều này không thể nào dùng tiền mà đo lường được nhìn những kỹ thuật này xuất hiện trong tay một người không có gia cảnh gì ai mà không động lòng giống như túi vải của người khác mở rộng ra rồi chỉ cần anh đưa tay ra thì chính là của anh Nghe được những lời như vậy, sắc mặt của Hoành Thiên Gai lại thay đổi. Ngẫm nghĩ, cũng đang vạch kế hoạch, sau này nên đối đãi thế nào với tập đoàn Uyển Như, đối đãi thế nào với Giang Hải. Tốc độ phát triển của tập đoàn Uyển Như là không thể ngăn cản được. Ít nhất, Hoành Thiên Gai không thể áp chế, càng không thể nghĩ sẽ chiếm làm của riêng mình. Nếu đã như vậy, đối với Hoành Thiên Gai mà nói, giúp đỡ chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, mối quan hệ của anh ta và Giang Hải còn có thể phục hồi không? Lúc này, liên thiệu đến rồi. Sắc mặt xanh đen, bởi vì anh ta cũng phải nộp mấy triệu tiền vé mới có thể lên núi. Làm anh ta tức xì khói. Có điều, nhiều tiền hơn nữa liên thiệu cũng không bận tâm, giết chết Giang Hải, anh ta sẽ có một tỷ. Còn nữa, trước khi đến thành phố Giang Tư, liên thiệu cũng đã bỏ toàn bộ tài sản trong nhà ra đặt cược rồi, cược bản thân mình có thể thắng. Có thể nói, đây chính là cơ hội làm giàu không khó mặc quần áo luyện công màu trắng thoạt đầu vừa nhìn rất dễ khiến người khác cho rằng liên thiêu là sau khi luyện công buổi sáng sớm quần áo cũng không thay đã vội đến đây giang hải ở đâu ra đây chịu chết đứng giữa khoảng đất bằng liên thiệu thách thức ngẩng mặt lên trời gào thét tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của liên thiệu đây là phẫn nộ đến từ một cao thủ giang hải đến đây nhất định phải trả giá bằng tính mạng của mình. Không ít người, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy Giang Hải, hy vọng Giang Hải sớm chết. Bọn họ cũng đặt cược liên thiệu thắng. Trên mặt của không ít người lộ ra vẻ hưng phấn. Anh cho rằng, ai sẽ thắng? Hoành thiên giai nhìn hoành độ dương, hoành độ dương lại bình chân như vậy. Trước mặt, người hầu của hoành độ dương bày ra một bàn trà, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám, đang pha trà giống như không phải đến xem tỷ võ, mà là đến nghỉ dưỡng vậy, nhân tiện làm màu tí trước mặt tất cả mọi người. rót một tách trà đầy đến trước mặt Hoành Thiên Giai. Điều anh nên nghĩ lúc này là tương lai, tập đoàn Uyển như có chuyển trụ sở chính tới thành phố Giang Thanh hay không? Tập đoàn Uyển như sẽ chuyển đến thành phố Giang Thanh, Hoành Thiên Giai chưa từng nghĩ qua. Trụ sở chính của tập đoàn Uyển như chuyển tới thành phố Giang Thanh, tập đoàn Uyển như cũng sẽ trở thành sản nghiệp của thành phố Giang Thanh, nhất định sẽ kéo theo sự phát triển cực lớn của thành phố Giang Thanh. Lúc này điều anh ta nghĩ là, Hoành Độ Dương tại sao lại tin tưởng Giang Hải đến như thế, biểu cảm rừng rưng, dường như, đây là một trận chiến lăn lộn trên mặt đất. Phải biết rằng, tiếng tăm của Liên Thiệu, không phải lớn bình thường, bao nhiêu năm nay, chưa từng thất bại. Giang Hải, ra đây chịu chết đi. Liên Thiệu lại lần nữa gào thét. Âm thanh truyền đi rất xa, thậm chí, dưới núi đều có thể nghe thấy trung khí tràn đầy, to tiếng đến mức người điếc cũng có thể nghe thấy. Xung quanh, không ít những vị khách từ danh quận đến xem, bọn họ đều cổ vũ liên thiệu. Anh Liên, Giang Hải kia, chắc không phải sợ không dám ra rồi đấy chứ. Cái này cũng khá là khó nói, dù sao thì ai mà không sợ chết. Không ít người, nhìn về phía đám người Kim Thâu, những người này đều là người của Giang Hải, nếu như Giang Hải làm con rùa rụt cổ, thì sẽ dùng những người này để chút giận nơi sườn núi, Giang Hải tất nhiên có thể nghe thấy tiếng gào thét trên đỉnh núi. Nhưng lúc này không có thời gian rảnh rỗi mà để ý, đang cầm điện thoại, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vợ, anh ra ngoài kiếm chút tiền tiêu vặt, lát nữa sẽ đến bệnh viện thăm Chu Khải. Tuy tính cả vé vào cửa và phí đậu xe, thu nhập của những thứ này đã một 200 triệu, nhưng đối với Giang Hải mà nói, đích thực chỉ là tiền tiêu vặt. Được được được, anh xong việc sẽ qua đó đón em tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi xa xa trong miệng nói nhỏ vội vã muốn chết như vậy sao đỉnh núi hoành độ dương qua đầu lại nhìn giang hải đến rồi thằng này vẫn dám đến thật không cần đến một phút liên thiệu sẽ có thể giết chết giang hải theo tôi thấy chỉ cần dùng một chiêu chắc là mọi người không biết vì để đề phòng giang hải dùng ám khí trên người liên thiệu có mặc áo giáp vậy thì hết rồi Giang Hải không có chút năng lực phản kháng nào. Ngọt kép chấm 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 ngoặc kép. Đây không phải lời nói riêng thì thầm với nhau, mà là nói to ra. Mọi người biết rằng, lần này Giang Hải gặp phải kiếp nạn khó mà thoát khỏi. Vì vậy, căn bản không sợ anh. Giang Hải xoay đầu qua nhìn, những người bị anh nhìn lập tức ngậm miệng lại. Ở bên ngoài đồn thổi Giang Hải rất biến thái, nếu như không động thủ với liên thiệu, ngược lại ra tay với bọn họ thì không hay nữa rồi nếu như đã đến rồi, có muốn thưởng thức phong cảnh ở thành phố Giang Tư không? Giang Hải dạo bước hỏi, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiền ngẫm đang nhìn chầm chầm vào liên thiệu. Giết chết mày, thì SF đi dạo ở thành phố Giang Tư cũng chỉ giống như đi dạo trong vườn hoa nhà tao thôi. Liên thiệu ở danh quận, cũng nằm trong thế giới ngầm, tuy địa bàn không lớn, nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Liên thiệu sớm đã sắp xếp xong, sau ngày hôm nay, Thế lực của anh ta sẽ tràn vào tỉnh Hải Đông, anh ta muốn tất cả các nơi trong thành phố Giang Tư đều nằm trong tay mình. Rất tốt, Giang Hải móc móc ngón tay giống như đang gọi một thú cưng, vậy thì, đến đây. Không phí lời, Giang Hải cũng không muốn nhiều lời cùng với một người sắp chết. Liên Thiệu vẫn chưa xứng. Nhưng, Giang Hải vẫn chưa muốn giết chết Liên Thiệu ngay lập tức, mọi người xung quanh còn phải tốn tiền mua vé vào đây, tất nhiên cũng nên biểu diễn phải tận tâm tận lực khách và chủ đều cùng vui mới hay. Khốn kiếp, đồng tử của liên thiệu co lại, cơn giận giữ cao ngút trời, Giang Hải đang sỉ nhục anh ta. Nhưng anh ta lại không hề biết, được chết trong tay Giang Hải, cũng là tạo hóa kiếp này của anh ta, không biết bao nhiêu cao thủ vẫn còn chưa có vinh hạnh này. Không chút phí lời, liên thiệu ra tay rồi, chân dẫm một nhát, Giang Hải đứng cách đó mười mấy mét cũng có thể cảm nhận được mặt đất có chút rung rung. Mày có thể sử dụng ám khí, Tao sẽ để mày chết một cách tâm phục khẩu phục." Liên Thiệu bước mấy bước tiến gần Giang Hải, nắm đấm vung lên, như nước trong hồ từng đợt sóng nối tiếp nhau. Những cú đấm liên hoàn, điên cuồng, trong nháy mắt bao phủ xung quanh Giang Hải. Nhanh quá. Không ít người chưa từng nhìn thấy Liên Thiệu ra tay, bọn họ chỉ được nghe đến tiếng tâm của anh ta. Lúc này, bọn họ đã được nhìn thấy rồi, trong lòng phấn khởi, đồng thời còn có thêm một niềm vui mừng khôn xiết. Niềm tin đối với Liên Thiệu càng dồi dào hơn nữa. Đây đâu phải một đôi nắm đấm mà là vô số nắm ấy chứ. Giang Hải này, sợ rằng sẽ bị nện thành bánh thịt. Mấy người đã ăn món thịt bò viên Hồ Châu bao giờ chưa, Giang Hải sẽ biến thành đống thịt bị dã nát như. Còn Giang Hải thì thờ ơ, ánh mắt hứng hờ. Trong mắt Giang Hải, những nắm đấm này chỉ giống như một cơn gió nhẹ yên tĩnh, làm người khác thấy thoải mái dễ chịu. Quá chậm. Giang Hải thốt ra hai chữ kèm theo sự chế diễu trong mắt của những người bên cạnh hình tượng nắm tay gió giống như quan âm nhìn tay vậy còn trong mắt giang hải những động tác giả này của liên thiệu càng giống với những động tác siết ảo thuật ở dưới chân cầu vượt không đến cả siết ảo thuật cũng không bằng không chỉ không có tính thực tế thậm chí còn không có tính nghệ thuật nào liên thiệu đang tiến bước đến gần lúc này anh ta đang hết sức thận trọng liên thiệu nghiên cứu qua giang hải lúc đó cũng chính là ở chỗ này húc thiết giống như anh ta chủ động công kích kết quả chính trong lúc khoảng cách hai người gần sát nhau giang hải đã dùng ám khí khoảng cách càng ngày càng gần cùng với đó cả người liên thiệu đều trở nên căng thẳng luôn luôn đề phòng ám khí của giang hải đột nhiên giang hải ngẩng đầu ánh mắt giống như có điện không chút màu mè giang hải vung ra một đấm nhìn có vẻ không nhanh thậm chí có chút chậm rãi một đấm tiếng ầm vang lên ở giữa những nắm tay của liên thiệu. Bụp, một tiếng vang lên, nắm đấm của liên thiệu và Giang Hải tiếp xúc với nhau. Thời gian như ngưng lại, trên khóe miệng của Giang Hải đang nở một nụ cười nhẹ. Liên thiệu, đầu tiên cảm thấy cú đấm của mình như đấm vào một tấm sắt, sau đó, nắm tay, cổ tay, cánh tay. Cứ thế đến vai, đau nhức dữ dội. Ngưng lại một thời gian ngắn, Liên thiệu và Giang Hải nhanh chóng lùi về phía sau bước chân của hai người loạn trọng, liên tiếp lui về phía sau bảy tám bước mới dừng chân. Liên thiệu rất hoảng sợ, lại không nhịn được lộ ra vẻ đắc chí. Liên thiệu liên tục lùi về phía sau, chỉ là muốn giảm bớt sức lực của Giang Hải. Còn, nếu như dùng hết toàn bộ sức lực, anh ta chỉ cần lùi về sau hai ba bước mà thôi. Giang Hải vẻ mặt khó hiểu, trong lòng âm thầm lắc đầu. Quá là yếu. chương 243. Vì để đánh một trận thật đẹp, Giang Hải không thể không giả vờ ra vẻ mình rất yếu như vậy. Nếu như vừa đánh đã chiếm ưu thế thì cuộc tỷ võ này không có gì để xem rồi. Những người dùng nhiều tiền như vậy để mua vé lên núi sẽ cảm thấy thiệt thòi chết đi được. Cũng giống như làm mất chìa khóa rồi tìm người mở khóa. Chỉ cần 3 giây đã mở được, người thuê sẽ nghĩ rằng dễ dàng như vậy sao? Thế mà cũng lấy mấy trăm. Anh rất mạnh." Giang Hải giả vờ khen một câu. Thực ra trong lòng buồn nôn muốn chết từ lúc nào đường đường đế vương lại giống như con hát diễn cho mọi người xem vậy còn mày thì rất yếu chịu chết đi liên thiệu hừ lạnh nói mạnh như vậy không ngờ giang hải lại có thực lực đến vậy có điều cuối cùng thì vẫn là chết bởi vì anh ta đã gặp phải liên thiệu cũng coi như anh ta xui đi trong mắt mọi người thực lực của giang hải với liên thiệu là ngang sức ngang tài Bên cạnh sàn đấu, tiếng thì thầm nho nhỏ không ngớt, tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc. Còn hoành độ dương lại cười rồi cười, chậm chậm lắc đầu. Giang hải này, vẫn còn tâm trạng đùa bỡn liên thiệu. Hoành thiên giai biểu cảm có chút biến đổi, anh ta cũng được coi là người đã từng nhìn thấy nhiều việc đời, có thể nhìn ra được, vài bước loạn trọng đó của Giang Hải không thích hợp lắm. Giả vờ, nghĩ kỹ lại thì thật đáng sợ, Giang Hải vậy mà đang tỏ ra yếu đuối đây là đang trêu đùa tất cả mọi người sao? Nếu như, bây giờ mày quỳ xuống xin tha mạng, đồng thời, giao ra tập đoàn uyển như, tao còn có thể tha cho mày một mạng. Khóe miệng liên thiệu vinh lên, lạnh lùng hừ một tiếng. Giết Giang Hải hay không, không quan trọng, nếu như có thể đạt được tập đoàn uyển như, liên thiệu sao còn để ý đến một tỷ nhỏ nhoi đó chứ? Lại nghĩ, Giang Hải vì muốn sống, đương nhiên có thể từ bỏ những tài sản ngoài thân đó rồi chỉ cần tôi giao tập đoàn uyển như ra anh sẽ không giết tôi giang hải cười lớn liên thiệu này đúng là tính toán giỏi đấy chứ xưa nay tao nói được làm được nhưng nay phải quỳ xuống xin tha trước mặt mọi người giang hải vuốt vuốt cằm giống như đang lựa chọn do dự một lúc cười nhạo nói tôi đang nghĩ nếu như anh quỳ xuống xin tha mạng mà tôi tha cho anh một mạng anh sẽ lấy thứ gì ra để trao đổi đồng tử của liên thiệu co lại nghiến răng nghiến lợi đúng thật là ngé con mới sinh không sợ hổ ngoặc kép nếu như mày đã một lòng xin chết vậy thì tao cũng không khách sáo nữa giang hải không chịu thua cái này không cần vội đánh đến khi giang hải chịu thua thì thôi lời vừa dứt liên thiệu đã phóng tới tung cú đấm vào mặt giang hải cú đấm này sức lớn lực nặng không một chút màu mè nắm đấm đã đến giang hải cố ý tỏ ra trầm trọng bày ra tư thế phòng bị Giang Hải sắp chết rồi. Cú đấm này, lợi hại như thế, ai có thể chống đỡ nổi. Mọi người đang xem ở xung quanh đã có thể đoán được, nếu như Giang Hải không tránh được cú đấm này thì đầu chỉ có nát bấy, máu nhuộm khắp nơi, chết không thể chết hơn nữa. Không một chút nghi ngờ, chính lúc mọi người đều cảm thấy Giang Hải nhất định sẽ chết, cú đấm của Liên Thiêu có chút hạ xuống, mục tiêu đã trở thành vai của Giang Hải. Cú đấm này, anh ta muốn đánh cho Giang Hải trở thành tàn phế chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao giang hải cười gằn đứng im một chỗ xuống tấn trọng tâm dồn xuống vung tay tung ra một cú đấm trực diện bụp một tiếng nữa vang lên lại là cứng chạm cứng hai người lại lần nữa bay lộn ngược ra giang hải chân thấp xuống một chút cả người lùi nhanh về phía sau mà lúc này ngón tay mở ra bắn ra một hòn đá về phía liên thiệu tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ Cảnh tượng Giang Hải không thể tránh, bị một quả đánh thành tàn phế lại không hề xuất hiện. Lại một lần nữa ngang sức. Liên thiệu càng đấu càng mạnh, mà Giang Hải cũng dần trở nên mạnh như thế. Nhưng tiện tay bắn ra một viên đá nhỏ ấy, viên đạn bình thường, bay về phía liên thiệu. À, một tiếng kêu đau. Tức khắc trên mặt liên thiệu máu chảy như chút, viên đá không to nhưng cũng để lại một vết rách trên mặt liên thiệu. Ám khí trong lòng mọi người đều xuất hiện hai chữ giống nhau. Giang Hải bị ổi vô sỉ. Liên tiếp hai lần giao đấu, Liên Tiệu đều cẩn thận từng chút một, vì vậy đều không phát huy hết toàn bộ sức lực của mình, dùng một phần lực để chú ý đề phòng. Liên Tiệu đề phòng là lúc anh ta tiếp cận Giang Hải. Dù gì, húc Thiết cũng chính là vì như thế mà thảm bại. Không ngờ rằng, lúc hai nắm đấm chạm nhau, lúc thân hình vẫn chưa vững, Giang Hải đột nhiên sử dụng ám khí viên đá nhỏ đó, trời mới biết nó xuất hiện trong tay Giang Hải từ lúc nào. Lực pha chạm mạnh làm cho liên thiệu không khống chế được bay ngược lại, giống như chiếc bia giữa không chung, chỉ biết chừng mắt nhìn viên đá trong tích tắc trở lên to hơn trong tầm mắt, cuối cùng chúng vào mặt gã. Giang Hải, mày là đồ xỉ. vô liêm sỉ. Vô sỉ. Bị ổi. Đánh không lại lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy. Tiếng chửi đồng, lên tiếng phê phán không ngớt, nước bọt bay tứ tung, đặc biệt là những người đến từ danh quận kia, không nhịn nổi mở to miệng mắng chửi. Giang Hải chậm chậm quay đầu, nhìn quét qua một vòng, cuối cùng, ánh mắt rơi trên người của một người tóc xanh mặt đầy lo lắng. Những người này, nhớ cho kỹ. Kim Thâu ngây người ra một lúc, lập tức không kịp gật đầu. Ý của Giang Hải, cũng chỉ có Kim Thâu mới hiểu được. Lời có thể tùy ý nói, nhưng phải tính phí theo số chữ. Trên địa bàn của Giang Hải, có tự do ngôn luận, nhưng, muốn tự do thì nhất định phải dùng tiền mua. Xung quanh những người khán giả đang xem này, lo lắng nhất phải tính là kim thâu rồi. Trong lòng anh ta, Giang Hải luôn tồn tại giống như một vị thần, không thể đánh bại. Đối diện với Liên Thiệu, nhất định sẽ giống như gió thu quét lá rụng, điên cuồng nghiền ép. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ tới đó là, hai người giao đấu hai lần, Giang Hải đều không có bất kỳ ưu thế nào, càng không có chiếm thế thượng phong dùng ám khí bắn ra một viên đá cũng không thiết lập bất cứ ưu thế gì vết thương trên mặt liên thiệu chỉ là vết thương da thịt không có chút ảnh hưởng nào đối với hành động của anh ta thậm chí làm như vậy càng kích động sự phẫn nộ trong lòng liên thiệu lau mặt một cái liên thiệu cắn chặt răng bước từng bước vững chắc đi về hướng giang hải anh ta đã quyết định không nương tay nữa lập tức giết chết giang hải lúc này giang hải cũng có một chút phiền chán liên thiệu này yếu quá thịch, thịch, thịch. Liên thiệu từng bước từng bước tiến gần Giang Hải, mỗi bước đều giống như đang dẫm trong tim, khiến người khác cảm thấy sợ hãi, càng làm cho tim của người khác như muốn nhảy ra ngoài. Mà Giang Hải cũng không có quá nhiều nhẫn nại như vậy, chủ động bước qua đó nghênh đón liên thiệu. Biểu cảm của liên thiệu ác độc, Giang Hải thì lại thản nhiên bình tĩnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đột nhiên những tiếng đấm liên tiếp dày đặc, động tác của hai người nhanh đến mức vượt qua giới hạn thị lực, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của những cú đấm bay lượn. Bỗng nhiên, âm thanh đột nhiên ngừng bật. Liên thiệu như một bức tượng sáp với tư thế đang chuẩn bị ra nắm đấm. Giang Hải, quay người rời đi. Ở ngay trên đỉnh núi này, treo người lên, thiên táng. Nếu như có người muốn mua thi thể này, 100 triệu. Giang Hải muốn dùng cái chết của Liên thiệu để uy hiếp tất cả những kẻ nào đang lăm le muốn gây sự. Giang Hải đã từng nói nếu như ai đến thành phố Giang Tư gây sự, thì sẽ được chuẩn bị một chỗ chôn cất tốt trên núi Nam Sơn. Câu nói đó, dường như không có bất kỳ tính nguy hiếp nào. Bây giờ, Giang Hải để cho tất cả mọi người chứng kiến, sự nguy hiểm của thành phố Giang Tư, sự đáng sợ của Giang Hải, tập đoàn Uyển như, không dễ gây vào như vậy. Siết gà dọa khỉ, liên thiệu chính là con gà bị giết. Chống đối với Giang Hải không chỉ phải chết, mà còn không được chết tử tế, thậm chí, cho dù chết rồi, còn phải chịu sỉ nhục. Thiên táng, thi thể treo ở đó, đợi thối đi, bị những loài chim ăn xác thối đến rỉa. Đây là tình hình gì vậy? Tại sao Giang Hải Lai đi rồi? Tất cả mọi người không hiểu, liên thiệu giống như bị ngốc vậy, đứng nguyên không chút động đậy. Còn Giang Hải thì đã quay người rời đi. Còn không chấp mắt to tiếng nói, muốn thiên táng liên thiệu trên núi chấn chính này. Anh Liên, anh Liên, sao anh có thể để giang hải đi như thế đã là phải phân cao thấp còn quyết sống chết cơ mà chúng tôi đến là muốn nhìn anh đánh chết giang hải đôi mắt liên thiệu trợn tròn chấp cũng không chấp một cái liệu có phải anh liên bị giang hải điểm huyệt rồi không câu này nói ra ngay đến cả giang hải cũng bội phục mạch suy nghĩ của người này điểm huyệt không chỉ là khiến đối phương không động đậy được mà là một loại sức mạnh cực lớn võ giả bình thường khó có thể vận dụng được chiêu chiến đấu này đây là điển hình mấy trường hợp xem phim võ thuật nhiều quá rồi mày nói cái quần què gì thế một bên lập tức có người mở to miệng mắng nhiếc anh liên làm sao có thể không phải là đối thủ của giang hải giang hải kia nhất định là xin tha rồi anh liên tha cho gã một mạng mà thôi anh liên tôi nói có đúng không cuộc tỷ võ này anh liên thắng rồi có phải ý này không Liên thiệu giống như một bức tượng điêu khắc, vẫn ở nguyên vị trí không nhúc nhích. Một trận gió nhẹ thổi qua. Những vết máu trên mặt của liên thiệu, xoạch, xoạch theo gió rơi xuống. Còn thân thể của anh ta, chầm chầm đổ về phía sau, ngã xuống đất dầm một cái. Vù vù, giống như vài giọt nước rơi xuống nổi dầu sôi sục, lập tức nổ tung. Liên thiệu đã chết. Điều này sao có thể? Giang Hải làm thế nào mà làm được? tất cả mọi người đều không chú ý trong mũi của liên thiệu có hai vết máu hai cây kim đâm xuyên qua cắm sâu vào não hoành độ dương một hơi uống cạn tách trà trong tay chầm chậm đứng dậy nói tạm biệt với hoành thiên giai rồi rời khỏi ông ta đến vốn không muốn chứng kiến cái gì chỉ là muốn khuyên bảo vị hoành thiên giai cùng dòng họ hoàng tộc này đừng tiếp tục gây chuyện với giang hải đừng có tự đâm đầu vào chỗ chết nữa ánh mắt sâu xa của hoành thiên giai cứ nhìn liên thiệu chằm chằm rất nhanh, ở trên đỉnh núi, một cái giá được dựng thẳng đứng, liên tiệu bị treo lên đó. Đây, chính là thiên táng. Thảm thật sự. Dù là chết rồi, thi thể của anh ta vẫn còn phải chịu loại sỉ nhục này. Giang Hải không còn chút tình người. Những người cùng nhau đi từ danh quận đến đây kia, không còn tùy tiện như lúc mới tới nữa. Ngay cả cách xưng hô với Giang Hải, từ gọi thẳng tên cũng đã nhẹ nhàng đổi thành anh Giang, lại đổi, lại gọi thành Ngài Giang. Vua của thành phố Giang Tư, người thống trị tỉnh Hải Đông, một tiếng ngài giang đủ để nói rõ địa vị của Giang Hải. Tất cả mọi người đều sợ hãi Giang Hải. Liên Thiệu đã chết, người thông minh đều muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, Kim Thâu lại nở nụ cười quái gở ngăn mọi người lại. Vừa nãy, ai đã mắng anh Giang? Là ai? Vừa nãy mắng anh Giang không biết xấu hổ. Là ai? Mắng anh Giang bị ổi. Lại là ai? Mắng anh Giang vô sỉ mọi người sắc mặt không một chút thay đổi những người đến xem cuộc tỷ võ làm gì có ai có mối quan hệ tốt với giang hải đều chỉ mong sao anh ta nhanh chóng chết đi chúng tôi đã phải tốn tiền mới lên được núi lẽ nào anh giang còn muốn giữ cái mạng của chúng tôi ở lại mới được sao thế này cũng quá ngang ngược rồi một tiếng anh giang khiến cho người khác buồn cười rất ngượng miệng nhưng mà vẫn phải nói ra vì sợ kim thâu nói anh giang không hề thích làm tiền người khác có điều có những người phát ngôn bừa bãi, thì phải thu phí. Một chữ, 10.000. Không ít người rụt cổ lại, lúc nãy bọn họ là những người mắng hung hăng nhất. Kim Thâu nói, thôi thì lấy đồng giá, phí làm ồn, mỗi người một triệu. Các vị, anh Giang nói rồi, giữ tiền không giữ người, nếu như có người không muốn ủng hộ thành phố Giang Tư phát triển, vậy thì, xin hãy ủng hộ nghĩa trang của thành phố Giang Tư vậy. Đưa tiền, cuốn xéo. Không đưa tiền, chính là phải để mạng lại. Giang Hải từ trước đến nay đều bá đạo như thế. Chương 244. Cái chết của Liên Thiệu không gây nhiều chuyện lắm, ngoại trừ nhà họ Liên ở danh Quận Nói tới mối quan hệ giữa Liên Thiệu và nhà họ Liên cũng rất kỳ dị. Liên Thiệu là con ngoài giá thú của nhà họ Liên, không có quyền thừa kế. Nhưng, nó không có nghĩa là Liên Thiệu có thể bị bất kỳ ai ức hiếp. Nhà họ Liên vô cùng phẫn nộ. Ngược lại, Doãn thư Người bỏ ra 30 tỷ đặt cược, kiếm được vài tỷ lại cười thành tiếng. Theo kế hoạch của cô ta, Giang Hải và nhà họ Liên sẽ trở thành kẻ thù, mà cô ta lại kiếm được rất nhiều tiền. Phần thưởng cho ai lấy được đầu của Giang Hải vẫn còn. Doãn thư đã không do dự mà ném thêm vào đó 500 triệu. Lúc này, đầu của Giang Hải đã trị giá 30 tỷ đồng chẵn. Đông Phương Thần Châu, trước nay chưa từng có ai được đối xử đặc biệt như vậy. Dù giá cao như vậy, nhưng chưa có ai nhận lấy nhiệm vụ này giang hải đáng giá nhiều tiền như vậy tự nhiên là phải có thực lực phi phàm những kẻ không có niềm tin tuyệt đối vào bản thân sao có thể đến thành phố giang tư tìm chết được phản ứng của nhà họ liên thế nào giang hải không rõ cũng không quan tâm lúc này giang hải đến bệnh viện đi vào phòng bệnh thì hơi bất ngờ không ngờ uyển thuần và chu khải lại nằm cùng một phòng chào hỏi chu khải xong Giang Hải nhìn về phía Uyển Thuần. "Không sao chứ?" Câu hỏi thăm đơn giản nhưng lại rất tử tế. "Không sao." Uyển Thuần lạnh nhạt trả lời. "Anh làm gì mà lâu như vậy?" Cố Uyển như hận hực, sớm biết Giang Hải muộn thế này mới đến thì cô đã không chờ ở đây rồi. Công ty còn cả đống việc phải xử lý. Ngồi thêm một lát, rồi cáo từ rời đi. Trên xe, thần sắc Cố Uyển như rất cổ quái. "Trông à." "Ừm." em cảm thấy hình như giữa chu khải và uyển thuần có chuyện gì đó bọn họ có thể có chuyện gì giang hải thấy lạ hỏi cố uyển như một tay chống cằm trầm ngâm em cảm thấy ánh mắt uyển thuần nhìn chu khải không được đúng lắm cố uyển như cũng có vài điều không thể nói cho rõ chỉ là cảm thấy ánh mắt ấy tràn đầy yêu thương nhưng uyển thuần sao có thể thích chu khải được một người là chủ của một tập đoàn lớn người còn lại là nhân viên của công ty bảo vệ trực thuộc tập đoàn uyển như bọn họ không thuộc cùng một tầng lớp hơn nữa ngoại hình uyển thuần nghiêng nước nghiêng thành cho dù có một vạn chu khải cộng lại cũng không xứng với uyển thuần nghe vậy giang hải khẽ cao mày nhắc đến thì cũng có chút cảm giác tương đồng ánh mắt uyển thuần đúng là thỉnh thoảng lại liếc nhìn chu khải hơn nữa ánh mắt ấy giống lúc như cố uyển như nhìn anh vậy chẳng lẽ uyển thuần muốn đi đường vòng lợi dụng Chu Khải để tiếp cận mình. Nhưng, việc đó cũng không cần phải tự mình đứng ra chứ. Với năng lực của Uyển Thuần, chỉ cần chút thủ đoạn là kiểu gì Chu Khải chả bị lừa xoay vòng vòng. Người phụ nữ này, rốt cuộc muốn làm gì? Giang Hải vĩnh viễn không thể hiểu được, người phụ nữ chưa từng có được tình cảm chân thành, khao khát được chăm sóc đến nhường nào. Thật ra, Giang Hải cũng là loại người như vậy. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm nhưng chỉ cần ai đó đối tốt với anh ta thì anh ta sẵn sàng móc trái tim của mình đưa cho đối phương cũng được khi cố uyển như nhét một miếng cơm thiêu vào miệng anh ta thì duyên phận của hai người đã định rồi uyển thuần và chu khải cũng là như vậy chu khải đỡ đạn cho uyển thuần nhưng điều này không khiến giang hải suy nghĩ nhiều nếu như uyển thuần thích chu khải thì đó cũng là một đoạn nhân duyên tốt về đến công ty tần hiên nhanh chóng tìm đến gương mặt không giấu nổi sự phấn khích. Giang Hải tiêu diệt liên thiệu, thắng cược, khoản tiền Tần Hiên đã mang đi đặt cược nay tăng hơn gấp đôi. Lúc này, anh ta đến để xin chỉ thị, xem nên xử lý số tiền này như thế nào. Theo thông lệ từ trước đến nay, lợi nhuận đến từ thế giới ngầm đều sử dụng cho mục đích từ thiện. Dự án sân chơi đã được cấp vốn hoàn toàn. Ngoài ra, còn dư lại không ít. Tần Hiên xoa tay, trong lòng thầm nghĩ, nhiều tiền như vậy, nếu như đổi hết thành tiền mặt thì sẽ nhiều biết bao nhiêu giang hải nói viện phúc lợi của thành phố giang tư quá nhỏ cần đổi sang một địa điểm khác tốt hơn và cần được xây dựng lớn hơn việc này không cần thiết đâu tần hiên cẩn thận nhìn mắt của giang hải viện phúc lợi cũng chỉ có từng đó người địa điểm thì được rồi sửa chữa lại một chút là được những đứa trẻ mồ côi đã mất mát quá nhiều cô nhi viện xây dựng lại ấm áp hơn phúc lợi tốt hơn không được để những đứa trẻ này trở thành bèo bọt vô danh. Khi 9 tuổi, Giang Hải đã trở thành một đứa trẻ mồ côi không có ai chăm sóc. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy còn những đứa trẻ khác phải rơi vào cảnh ngộ giống mình. Lời của Giang Hải chính là thánh chỉ, Tần Hiên dốc hết sức mà chấp hành. Anh Viêm, danh quận bên đó. Sao? Tần Hiên nói, Nam chiến vừa báo tin về, cái chết của Liên Thiệu gây ảnh hưởng không nhỏ. Sau cuộc chiến này, rất nhiều người biết đến Giang Hải cũng biết đến thành phố Giang Tư tiến vào thành phố Giang Tư thách thức Giang Hải làm loạn liên tiệu chính là một ví dụ đẫm máu sống không nổi một ngày không chỉ chết thậm chí còn phải bị thiên táng hai từ thiên táng khiến vô số người phải dựng tóc gáy điều Giang Hải muốn chính là hiệu quả này một số người chỉ khi sợ rồi mới biết yên phận mà thành phố Giang Tư đã trở thành từ đồng nghĩa với vùng cấm địa vùng cấm điện này đáng sợ như thế nào? đơn giản chính là địa ngục. chỉ trong nửa năm, số cao thủ chết ở thành phố Giang Tư cũng không ít. tỉ mỉ thống kê về từng người một thì một số người mới chợt tỉnh ngộ. hóa ra Giang Hải ác nhiệt như vậy. lúc này mấy người lớn của nhà họ liên ngồi lại với nhau. ai ai cũng phấn chấn tinh thần, tuổi cao mà không hề suy yếu. nhà họ liên là một võ giả thế gia với sức mạnh phi thường. chuyện này mọi người nghĩ thế nào? một người khởi đầu câu chuyện tròm dâu bạc trắng giọng nói chưa tức giận cái chết của liên thiệu không phải điều đáng tiếc nhưng mặt mũi của nhà họ liên quyết không thể có bất kỳ hư hại nhỏ nào giang hải ở thành phố giang tư kia nói đơn giản chính là đang tìm chết còn dám giết người của nhà họ liên ở danh quận dù ngay từ đầu giang hải và liên thiệu là khiêu chiến phân cao thấp cũng quyết sinh tử những thứ này nhà họ liên ở danh quận không quan tâm giết người của nhà họ liên là điều không thể chấp nhận được không cần biết liên thiệu có thể được ghi vào ra phả từ đường hay không nhưng dù sao dòng máu chảy trong người nó là của nhà họ liên chúng ta cho nên chuyện này không thể cứ như thế mà cho qua được nếu như lần này chúng ta làm thinh chẳng phải đã công khai thông báo cho mọi người biết rằng nhà họ liên ở danh quận dễ bị bắt nạt sao nếu thế thì con chó con mèo cũng dám mang phân đạp lên đầu nhà họ liên một người khác mang vẻ mặt trầm lặng giọng nói như chuông đồng lời của ông ta luôn nhận được sự đồng thuận sắp xếp vài cao thủ đi thành phố giang tư một chuyến mọi người im bặt nhất thời không ai lên tiếng mặc dù nhà họ liên không thừa nhận liên thiệu nhưng thực lực của liên thiệu cũng rất mạnh giang hải đã giết chết liên thiệu thân thủ ắt bất phàm trở thành kẻ địch với một cao thủ như vậy thật không khôn ngoan chút nào nhưng Nhà họ Liên cũng chẳng sợ Giang Hải. Điều quan trọng nhất là Liên Thiệu lại chẳng có địa vị gì trong nhà họ Liên. Báo thù cho Liên Thiệu, mọi người chẳng được lợi lộc gì. Có buổi bàn bạc này, chẳng qua cũng là vì cảm thấy mất mặt của nhà họ Liên mà thôi. Tiếp theo, một người trung niên liếc nhìn xung quanh, hơi nghiêng người, "Các vị, tôi thấy chuyện này không thỏa đáng. Tôi đề nghị sắp xếp vài người đi thành phố Giang Tư một chuyến. Không phải để xử lý Giang Hải, mà là để nó quỳ gối tạ lỗi và mang thi thể liên thiệu trở về. Chỉ cần Giang Hải xin lỗi và bồi thường tổn thất cho nhà họ liên ta, việc này cũng có thể bỏ qua. Thực ra, mọi người đều biết, quyền cước là không có mắt, hơn nữa hai người đã đồng ý đó là một trận khiêu chiến sinh tử rồi. Lại im lặng trong chốc lát, ông già lúc đầu nói, tôi nghe nói sự phát triển của tập đoàn Uyển như rất tốt. Còn nữa, tỉnh Hải Đông lúc này có thể nói không có thế lực ngầm nào mọi người nhìn nhau, cuối cùng đưa ra quyết định. Nghe nói, nhà họ Doãn đã treo thưởng lên tới 30 tỷ đồng. Đây cũng là một con số không nhỏ. Nếu như, Giang Hải đó không biết rõ sự việc, nhà họ liên tiện tay lấy luôn 30 tỷ này, thì cũng là một chuyện tốt. 30 tỷ đồng, đây là con số khiến nhà họ liên không thể không xem xét một cách nghiêm túc. Người lớn tuổi kia cau mày trong chốc lát. Đi, cho người đi gặp Doãn thư kia thử trong chuyện này, có nhiều điều cổ quái. Nhà họ liên ở danh quận cũng không ngốc, vừa nghĩ tới thôi đã nhận ra được điểm mấu chốt. Giang Hải đã giết Doãn Bằng, tạo ra mối thủ lớn với nhà họ Doãn ở danh quận. Tại sao Doãn Thư không sắp xếp những cao thủ hàng đầu mà nhà họ Doãn đã nuôi dưỡng đi giết Giang Hải, mà lại chịu bỏ ra một khoản tiền thưởng khiến Liên Thiệu đâm đầu vào chỗ chết? Doãn Thư chắc chắn hiểu được khả năng của Giang Hải. Hay cho một chiêu đuổi sói vô hồ, việc này nhà họ Liên đã bị con danh con doãn thư kia tính kế rồi. Cùng lúc đó, thành phố Giang Tư, Giang Hải lười biếng nhấp ngụm nước trà, ngáp lên ngáp xuống. Đứng dậy đi ra khỏi văn phòng thì thật trùng hợp, gặp ngay Tần Hiên mới đi mà đã quay lại. Anh Giang, Giang Hải đưa tay ra hiệu im lặng, chỉ về phía cầu thang bên cạnh. Tần Hiên vội vàng châm cho Giang Hải một điếu thuốc. Nhả ra một đám khói như sương mù dày đặc, Giang Hải hỏi chuyện gì anh Giang, nhà họ Liên ở danh quận, vừa truyền tin đến. Giang Hải vươn cai, tỏ ý không muốn nghe. Mặc kệ họ đi, nhà họ Liên muốn làm gì, sẽ đưa ra những điều kiện gì thì Giang Hải cũng đều có thể đoán được chính xác. Nhà họ Liên muốn Giang Hải giao nộp tập đoàn Uyển Như, còn cả thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông. Liệm thi thể Liên thiệu xong, quỳ gối, đưa về danh quận. Giang Hải chỉ có làm theo, thì nhà họ Liên ở danh quận sẽ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cũng sẽ bỏ qua cho Giang Hải. Nhưng nhà họ Liên, Giang Hải phẩy tay, chăm chú hút thuốc, anh ngửa tay ra, Tần Hiên hiểu ý, lập tức lấy kẹo cao su cho anh. Giang Hải ném điếu thuốc đi, nhai kẹo cao su. Tần Hiên nói tiếp, anh Giang, đắc tội với nhà họ Liên ở danh quận, vô cùng bất lợi đối với tập đoàn Uyển Như. Giang Hải tự nhiên sẽ không quỳ gối mà mang thi thể đó trở về. Nhà họ Liên ở danh quận cũng không kỳ vọng điều đó nhưng bọn họ rất có niềm tin với việc có được tập đoàn Uyển Như, có được thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông. Lúc này, nếu giết Giang Hải thì cũng coi như là nổi danh như cồn. Cái xác cứ để đó, bọn họ muốn nhận xác về, tôi không cản, đến thành phố Giang Tư làm gì cũng được, nhưng không được làm loạn. Đây chính là giới hạn cuối của Giang Hải. Nếu như ai đó làm những việc gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố Giang Tư, thì Liên Thiệu Chính là một ví dụ. Giang Hải tuyệt đối sẽ không nương tay. Lúc này, mấy người thất hồn đã đi theo tiền nhất. Bên cạnh Giang Hải không có đủ nhân lực, nhưng anh cũng không lo lắng cho sự an toàn của mình. Điều anh lo lắng là sự an toàn của Cố Uyển Như và cha mẹ vợ, anh không thể đảm bảo chu toàn được cho tất cả bọn họ. Đe dọa bằng vũ lực vừa đủ cũng có thể giảm thiểu rất nhiều rắc rối. Sau đó, Giang Hải dặn dò, để Tần Hiên nhân cơ hội này tìm và lấp đầy chỗ trống thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, cải thiện hơn nữa cơ chế phòng vệ, cũng như mạng lưới tình báo để thu thập thông tin của thành phố Giang Tư. Nếu phát hiện cái gì đó có vấn đề, thì lập tức sửa chữa lại cho đúng. Điều này có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với thành phố Giang Tư, mà còn với sự ổn định của toàn tỉnh Hải Đông. Được rồi, anh đi lo việc đi. Giang Hải nhả bã kẹo cao su, đi xuống lầu mua ít đồ ăn vặt. Rồi vừa ăn, vừa trở về phòng làm việc chương 245. Nhà họ liên không đần độn, ngu rốt như Giang Hải nghĩ. Bọn họ trước tiên tìm đến Doãn Thư, gặng hỏi cặn kẽ về nội tình của Giang Hải. Không ai có thể biết được bọn họ đã thương lượng như thế nào. Chỉ là sau ngày hôm đó, Doãn Thư bật vô âm tín một thời gian. Và nhà họ liên đã phái người đến thành phố Giang Tư ngay trong đêm, khâm liệm thi thể của Liên Thiệu. Dường như hai nhà đều sợ Giang Hải. Doãn Thư, chẳng lẽ không ai có thể giết được Giang Hải này. Trong đôi mắt hẹp dài của một người lớn tuổi của nhà họ Liên, lét lên tia sáng, nhìn Doãn Thư. Trong miệng lầm bẩm mắng. Trong tình hình hiện tại, Giang Hải là võ giả có phong độ đỉnh cao. Nếu như muốn xử lý Giang Hải, sợ rằng chỉ có. Lời nói phía sau, Doãn Thư chưa nói. Điều cô ta muốn nói là cổ võ giả. Doãn Thư biết, đằng sau nhà họ Liên, có cổ võ thế gia đang chống lưng. Lấy được đầu của Giang Hải có thể được 30 tỷ. Lời này có thể cho là thật ư? Nhà họ Liên vẫn thực sự sợ, sợ sau khi xử lý Giang Hải rồi, Doãn thư cũng không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Lại không phải là không thể xử lý Doãn thư, mà là không thể đắc tội nổi cổ võ giả. Đương nhiên là thật, món tiền này cũng không phải hoàn toàn của nhà họ Doãn, là từ cộng đồng mà có. Những người này đều hy vọng Giang Hải chết. Nói như vậy, Giang Hải này đã làm rất nhiều người phẫn nộ rồi. Ông lão nhà họ liên vuốt chùm dâu dài, khẽ nhếch mép. Một tỷ, chỉ để mua một cái đầu người. Một khoản tiền thật lớn. Ở phương Đông, trước nay chưa từng xảy ra. Nhưng chẳng ai dám cả gan nhận nhiệm vụ này. Bởi vì mọi người đều biết, có những khoản tiền, nhận sẽ bỏng tay. Còn chưa kịp nhét vào túi, mạng của mình đã mất rồi. Ông ta cũng nghĩ tới cổ võ giả. Như mọi người đã biết, Cổ võ giả không được phép tùy ý ra tay với người bình thường. Một khi ra tay thì sẽ có người can thiệp, nhẹ thì bị trừng phạt, nặng thì mất mạng. Đây là điều mà các cổ võ giả ở phương Đông đã tuân theo hàng ngàn năm nay. Ngày nay, có 30 tỷ, đủ để vài cổ võ giả bất chấp nguy hiểm để tước đi cái mạng chó của Giang Hải rồi. Doãn thư cười, nói có cổ võ giả nào tình nguyện ra tay hay không, tôi cũng không rõ lắm. Thái độ của nhà họ Doãn rất rõ ràng. Ai lấy được đầu của Giang Hải, tiền sẽ thuộc về người đó. Nên như vậy, ông lão nhà họ Liên khẽ gật đầu. Cổ võ giả không thể tùy tiện ra tay, nếu muốn xử lý Giang Hải, nhất định phải thực hiện bí mật. Cho nên, nhất định phải làm tốt công tác bảo mật. Vì suy cho cùng, không ai muốn thêm rắc rối cho bản thân. Cổ võ giả giết Giang Hải, để một võ giả bình thường lấy 30 tỷ này, người không biết, quỷ không hay. Doãn thư cười khẩy, nhà họ Doãn đã liên hệ với tổ chức sát thủ ở nước ngoài. 30 tỷ để giết một người, bọn họ rất hứng thú. Vừa rồi tôi cũng nói rồi, bất luận là ai, chỉ cần lấy được đầu của Giang Hải, tiền sẽ thuộc về người đó. Nói rồi, Doãn thư cáo từ và rời đi. Ông lão nhà họ liên tối sầm mặt mũi. Trong phòng, khí nóng quanh quẩn, Doãn thư từ trong bồn tắm từ từ đứng dậy. Bọt nước chậm chậm lăn dài như thể muốn lưu luyến lại trên tấm thân quyến du ấy không muốn rời nhìn ra ngoài cửa sổ hướng có thành phố giang tư tọa lạc cô ta hận giang hải vì thế giang hải nhất định phải chết nhưng doãn thư cũng biết tuy bản thân mình là một cổ võ giả nhưng quyết không phải đối thủ của giang hải giang hải không chỉ là cao thủ bên cạnh anh ta còn có những cổ võ giả khác cái người có tên thất hồn thực lực không thể lường được Muốn giết Giang Hải, Doãn thư chỉ có thể mượn tay người khác. Cung cấp tư liệu có thể tìm được về Giang Hải, lại bỏ ra 30 tỷ. Như người ta vẫn nói, có tiền có thể khiến quỷ xui ma. Tổ chức sát thủ rất sẵn lòng nhận nhiệm vụ này. Doãn thư đang đợi, đợi để nhìn thấy cái đầu của Giang Hải. Như mọi khi, bất luận Giang Hải có bị ám sát hay không, kết quả đều sẽ không thay đổi. Nếu như nhà họ liên tìm một cổ võ giả ra tay, nếu Giang Hải giết chết đối thủ thì thủ oán này không thể nào giải trừ được nữa. Kế hoạch của Doãn Thư không chỉ có như vậy. Nhà họ Doãn ở danh quận đã tuyên bố muốn tiến quân vào thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông. Hơn nữa, nhà họ Doãn sẵn sàng cùng với nhiều người chia sẻ chiếc bánh ngọt tỉnh Hải Đông này. Lúc đầu, tin tức lan ra chỉ như ném một hòn đá xuống biển. Nhưng không lâu sau, người đáp lại như thủy triều dâng. Nhiều người thì sức mạnh lớn, cho dù Giang Hải có giỏi đến mấy cũng không thể địch lại hàng trăm hàng nghìn người. Người đầu tiên hưởng ứng là nhà họ Hoắc ở Đông Nam. Người thứ hai hưởng ứng là không bao lâu sau, người hưởng ứng đã có thể quy tập được hơn 2, 300 cao thủ. Bên trong, bên ngoài phòng khách của nhà họ Doãn ở danh quận, kẻ đứng, người ngồi, cũng có tới hàng chục tay anh chị của xã hội đen. Bọn họ đều tồn tại như bá chủ trên địa bàn của mình. Lúc này, mọi người đều ngắm đến mảnh đất trắng tinh ở tỉnh Hải Đông này. Không cần tranh giành, chiếm cứ, đã chính là địa bàn của mình, giống như miếng thịt mỡ thơm phức có thể bị người khác cướp mất. Đi muộn sẽ bị cướp hết. Những người này trước đây không đi, là vì bọn họ sợ Giang Hải ở thành phố Giang Tư. Bây giờ khác rồi, trời sập xuống cũng đã có người chống cho họ, nhà họ doán ở danh quận cũng đâu phải ăn chay. Người nhiều, sức mạnh lớn vài lời của Doãn Thư đã có thể khối động được tâm trạng của tất cả mọi người. Người của bọn họ chỉ cần đặt chân lên đất của tỉnh Hải Đông, lợi ích sẽ tự lăn đến trước mặt họ như quả cầu tuyết. Mọi người vô cùng hưng phấn, ngay lập tức đề cử Doãn Thư trở thành thủ lĩnh liên minh, đặt một cái tên hay, liên minh Điền Giang. Bọn họ muốn san bằng thành phố Giang Tư. Định được thời gian rồi, sáng sớm ngày thứ hai, tập hợp nhân lực, cùng tiến về tỉnh Hải Đông. Trở về chỗ ở, Sắc mặt Doãn thư càng trầm mặc. Ngâm mình vào bồn tắm, nhắm mắt lại, từ trong cổ họng vang lên tiếng rên rỉ. Lúc này, vệ báo đẩy cửa vào. "Cô Doãn." Bốp. Bóng hình Doãn thư vụt qua, quỷ dị xuất hiện trước mặt vệ báo. Vung tay, tát một cú như trời đánh. Một nửa khuôn mặt của anh ta sưng lên, một bên đầu và khóe miệng trào máu tươi, nhổ ra một chiếc răng. "Ai cho cậu vào mà không gõ cửa? Thật không biết phép tắc." giọng nói của Doãn Thư lạnh lùng vang lên. Vệ báo khiếp sợ, toàn thân run rẩy. anh ta tự tát vài cái vào bên mặt còn lại. Nhớ rõ rồi, từ nay về sau tôi sẽ nhớ, gõ cửa. Trước đây, vệ báo tưởng rằng, mình đã ngủ với Doãn Thư mấy lần thì quan hệ giữa hai người có thể trở nên không thể miêu tả được. Lúc này, một cái bà tai đã khiến anh ta tỉnh giấc. Anh ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trên giường của Doãn Thư. Khi cần thì dùng một chút. Chơi chán rồi thì ném ra ngoài cửa sổ như vứt rác. Từ đầu đến cuối, trong mắt Doãn Thư, vệ báo chỉ là một con chó, thì thoảng làm chức trách của một con chó được. Có chuyện gì, nói đi. Doãn Thư không định mặc quần áo vào, trên người cô ta vẫn còn ướt, những giọt nước còn đang chảy. Đi tới bên cạnh, chậm rãi lấy khăn tắm lau sạch. Vệ báo nuốt ực ngụm máu còn trong miệng, vội vàng cười cười bước theo cùng, cầm lấy khăn tắm, lau người cho Doãn Thư nhẹ nhàng hạ giọng, thì thào, cô Doãn, nhà họ Doãn sắp đóng quân ở tỉnh Hải Đông, vì sao không cho tôi đi? Doãn thư hắng giọng, khẽ nhếch môi, rốt nát. Sắc mặt vệ báo hơi thay đổi, làm sao dám phản bác. Xoa khăn tắm đến bộ phận nhạy cảm, lại không kiềm chế nổi nuốt nước miếng. Vệ báo, tôi hỏi anh. Trên đất danh quận, thế giới ngầm, có bao nhiêu thế lực? Vệ báo suy nghĩ một lát, lộ vẻ mặt khó coi, cô Doãn, cái này cũng khó nói thế lực lớn cũng chỉ có vài cái thôi, nhưng thế lực nhỏ thì nhiều lắm. Doãn Thư nói, nếu thèm muốn thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông, những người này sẽ làm gì? Một lời nói đã đánh thức người trong mộng, vệ báo đột nhiên hiểu ra. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cô Doãn là dùng kế điệu hổ ly sơn, mà những kẻ ngu xuẩn bọn họ lại dính thêm cả không thành kế. Đến tỉnh Hải Đông cướp địa bàn, kẻ địch dường như không phải Giang Hải, mà là những kẻ cạnh tranh đồng hành muốn có được địa bàn càng lớn càng tốt, sau khi chiếm cứ đương nhiên cần nhân lực để quản lý. Cho nên, những thế lực này ở danh quận đa phần sẽ phải ra khỏi tổ. Mà vệ báo ở lại ở danh quận để giành lấy xào huyện của bọn họ. Doãn thư tính toán thật sự rất hay. Thứ nhất, làm Giang Hải tức chết. Thứ hai, thế giới ngầm ở danh quận chẳng mấy chốc sẽ bị nhà họ Doãn thâu tóm. Vì không nắm chắc có giết được Giang Hải không, Doãn Thư tìm mọi cách để gây phiền phức cho Giang Hải, mà đồng thời, cố ta cũng tranh thủ để có thể kiếm được lợi ích tối đa. Thành phố Giang Tư chỉ là một thành phố nhỏ, thậm chí là tỉnh Hải Đông, chẳng qua cũng chỉ là một vùng đất hẻo lánh. Từ lâu nay, dù ở phương diện nào thì cũng không thể sánh được với danh quận. Chấm. Cô Doãn, Giang Hải này trước là đánh thắng húc thiết, rồi giết chết liên thiệu, đích thực có chút bản lĩnh. Nhà họ Doãn có cao thủ nào đi cùng không? một người, mang vẻ lo lắng nhẹ trên khuôn mặt. Có thể trở thành lão đại một phương, chắc chắn đều không phải kẻ lỗ mãng. Nếu không có đầu óc thì sớm đã phải phơi xác đầu phố rồi. Các người sợ rồi à? Doãn thư cười lớn. Giang Hải chưa từng nói anh ta là thủ lĩnh của thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông. Hơn nữa, cũng chưa từng làm kinh doanh trong thế giới ngầm. Tôi nói đúng không? Mọi người đều sửng sốt, nhưng tình hình đúng là như vậy dù có như vậy đi nữa, bọn họ cũng không sợ hãi. Hơn nữa, nhà họ Doãn cũng phái một số người đi. Nhà họ Doãn ở danh quật, nếu như bọn họ sợ, sẽ không có lý gì để cao thủ của mình đi trước để tìm chết cả. Doãn Thư lại nói, thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông, tại sao lại trở thành cục diện ngày hôm nay? Có lẽ trong lòng mọi người đều biết chứ. Quả thực truyền thuyết có liên quan đến tỉnh Hải Đông, trong thế giới ngầm đương nhiên đã nghe không ít. Bàng đại ca và lôi đại ca chiếm giữ thành phố Giang Thanh cũng đã mười mấy hai mươi năm. Có thể nói, khoảng thời gian này, họ là vua trong thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông. Trong tay hai ông lớn này có nghiệp gia với Minh Khôn. Lôi đại ca chết trong tay Hoắc Yến Hoa, Long đại ca chết trong tay người nhà họ Triệu. Chuyện này liên quan gì đến Giang Hải? Bây giờ ở tỉnh Hải Đông, có quyền phát ngôn như vậy, Giang Hải chẳng qua là ngư ông đắc lợi, người ngồi trong nhà mà nồi từ trên trời rơi xuống, nhặt nhạnh cũng được một món hời lớn. Lại nói đến cha con Thanh Uy chết ở thành phố Giang Tư. Cụ thể ai ra tay thì cũng khó mà nói được. Cứ cho là Giang Hải có năng lực lớn như trời đi. Lẽ nào anh ta còn có thể khống chế cả một tỉnh sao? Chúng ta nhiều người như vậy, sao có thể không phải là đối thủ của Giang Hải? Vào tới tỉnh Hải Đông, không giết Giang Hải, đã đủ nhân từ rồi. Trong đám người này, có một thanh niên mặt mày trắng trẻo, Nở nụ cười ảm đạm, Tỉnh Hải Đông lúc này làm gì có cao thủ. Dù là có, giết là được thôi. Tôi không tin, Giang Hải có thể một mình giết hết chúng ta. Lại có người bắt đầu hét lên, đúng đúng đúng, cái đầu của Giang Hải còn trị giá 30 tỷ nữa. Nếu như chúng ta xử lý Giang Hải, he he. Doãn Thư mỉm cười, lớn giọng nói, bất kể là ai, chỉ cần có được cái đầu của Giang Hải thì 30 tỷ sẽ là của người đó. Nhà họ Doãn? chỉ cần thấy đầu người, không cần biết quá trình. Thanh niên mặt trắng kia cười nham hiểm, liếm mép các vị, vậy còn chờ gì nữa? Đi, đi tỉnh Hải Đông, cướp thịt ăn thôi. Chương 246. Giang Hải bỗng nhiên nhận được thông tin này, nhưng anh chỉ mỉm cười. Sắp xếp người, các ngành công nghiệp xám của những thế lực ngầm này, hễ mở một cơ sở kinh doanh nào thì sẽ phá bỏ cơ sở đó. Cứ dùng, tên của thiên sứ tội lỗi là được. Tần Hiên, các sản nghiệp này. Chẳng lẽ cậu không thể quên thân phận trong thế lực ngầm của mình sao? Giang Hải nheo mắt. Tần Hiên sửng sốt, vội vàng làm theo chỉ thị. Vừa về đến phòng làm việc, Cố Huyền như ngẩng đầu liếc nhìn anh. Gần đây em bận quá không thể phân thân đi nổi, anh có thể thay em đến thành phố Giang Thanh một chuyến không? Giang Hải hỏi, đến đó làm gì? Có hai bản hợp đồng cần ký kết, các chi tiết cũng đã được hoàn thiện, vì để trang trọng hơn, Ban đầu em định tự mình đi đến đó. Cố Huyền như xua tay, biểu cảm bất lực, liếc nhìn một đống tài liệu ở trên bàn. Anh thấy đó, em cũng không đi được. Giang Hải gãi đầu, anh đi, không phải là không được, chỉ là, vợ à, lẽ nào em không sợ anh sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài sao? Em đang bàn chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có đùa nữa." Cố Huyền như nghiêm túc nói. Nóc nhà cũng nói vậy rồi, Giang Hải làm sao dám không tuân theo? Vẻ mặt Tinh Nghịch nói: "Vợ ơi, nếu sợ anh đi hái hoa bắt bướm linh tinh, em nên dùng một số biện pháp." "Biện pháp gì?" Cố Uyển Như bất lực trả lời qua loa, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Giang Hải mà đang chú tâm vào tài liệu trên tay cô. "Em nên vắt khô anh, có như thế, anh mới không còn sức lực và sinh lực." "Ừm, um, hử?" Khuôn mặt Cố Uyển Như đột nhiên đỏ bừng và tức giận, đập cây bút trên tay xuống bàn. "Vợ à," lẽ nào em muốn ở trong phòng làm việc? Như vậy không hay cho lắm, lần nào em cũng kêu to như vậy, anh sợ là sẽ bị người khác nghe thấy, nếu Lưu Phượng không gõ cửa sông vào thì chết. Nghĩ gì vậy, mau đến thành phố Giang Thanh đi, cố Uyển như khịt mũi. Giang Hải chỉ có thể vò đầu bứt tai và đưa theo một chuyên viên pháp lý của tập đoàn Uyển Như đến thành phố Giang Thanh. Chỉ là ký hợp đồng thôi mà, không cần trang trọng vậy chứ, để Giang Hải trực tiếp đến, gan cũng lớn nhỉ. Trong xe, Kim Thâu lén nhìn Giang Hải qua kính chiếu hậu. Giang Hải hỏi, "Cậu nhìn gì vậy?" Kim Thâu liếm môi, làm một biểu cảm kỳ lạ với Giang Hải. Người bên cạnh không hiểu, nhưng Giang Hải đã hiểu ra. Thằng nhóc Kim Thâu này thích cô chuyên viên pháp lý trẻ đẹp ngồi hàng ghế sau. Ánh mắt đó, cậu ta hận không thể dừng xe, lập tức ngồi vào ghế sau. Giang Hải nở nụ cười, thì thầm nói, "Lần này đến thành phố Giang Thanh làm việc, sẽ ở đó một đêm, cậu lại có cơ hội rồi. Thành công hay không thì còn phải xem bản lĩnh của chính mình. Kim Thâu gật đầu lia lịa, nuốt nước bọt, nhìn người phụ nữ phía sau giống như là nhìn một món ăn rất ngon. Chuông điện thoại vang lên, là Cố Uyển Như gọi đến. Nghe điện thoại, Giang Hải giả vâng vài câu, em yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ không ở bên ngoài hái hoa bắt bướm đâu, anh hứa là sẽ không dẫn những cô gái linh tinh về nhà, và sẽ không để em biết rằng anh có hơn 100 đứa con riêng. Thực ra, Cố Huyền Như chỉ muốn biết Giang Hải đã đi đến đâu rồi. Giang Hải vừa đi, Cố Huyền Như đã có chút hối hận, căn phòng làm việc trống rỗng, Giang Hải không còn ngồi bên cạnh cô uống cà phê, dường như là thiếu một cái gì đó, trong lòng có một cảm giác không an toàn. Kim Thâu lái xe, cô chuyên viên pháp lý xinh đẹp ngồi ghế sau, từ đầu tới giờ luôn nở nụ cười, trong lòng sắp nghẹt thở. Tập đoàn Uyển như đều biết Giang Hải mới thực sự là ông chủ của họ. Tuy nhiên, anh là một người rất cưng chiều vợ. Trước mặt cố Tiêu Giao anh giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, không chút nóng nảy. Dù cho chỉ là một câu nói đùa nhưng cũng mang đầy tình yêu thương trong đó. Trong công ty có không ít cô gái thích Giang Hải, nhưng họ đều biết mình không xứng với anh. Cúp điện thoại, thở dài một cái. Đúng là hết cách, ai bảo đẹp trai quá, đi ra ngoài luôn khiến người ta phải lo lắng. Tôi là kiểu người hay làm càn sao? Vâng, 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 anh Giang trước nay không hề hay làm càn. Kim Thâu nhanh chóng nịnh ngọt. Nhưng câu sau khiến cô chuyên viên pháp lý xinh đẹp ngồi phía sau không khỏi bật cười. Anh Giang không phải là người hay làm càn, nhưng một khi đã làm càn thì không phải là người. Người ta thường nói nịnh ngọt cũng cần phải học hỏi, nhưng Kim Thâu có vẻ không hiểu. Giang Hải bất lực nhìn biểu cảm như bùn không dích được vào tường của Kim Thâu sao cậu lại không học hỏi chu khải đi nói chuyện làm việc đều khéo léo hơn cậu nhắc đến chu khải ánh mắt của kim thâu đột nhiên sáng lên anh giang anh có biết không thằng nhóc ấy kiếp trước chắc là cả đời toàn dẫm phải xít đó hừm thì kiếp trước xui xẻo nhiều quá nên kiếp này mới may mắn vậy đó cậu ta với cô thiên tiên kia thành một đôi rồi giang hải cao mày thiên tiên nào có gì mà một đôi hả giang hải đột nhiên hiểu ra thiên tiên mà Kim Thâu nói chính là Uyển Thuần. Bọn họ, thành đôi rồi. Thực sự thành đôi rồi sao? Uyển Thuần, vừa giàu vừa tài năng xinh đẹp. Dù có nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa, sao có thể thành đôi với Chu Khải được nhỉ? Chuyện cậu nói, là thật à? Giang Hải nheo mắt, đầu tiên là nghĩ đến mục đích của Uyển Thuần. Tuy nhiên, cho dù là mục đích bí mật không thể nói ra thì cũng không đáng phải tìm đến một người thô bạo như Chu Khải chứ. Đương nhiên là thật rồi, Kim Thâu tràn đầy căm phẫn, giống như Chu Khải cướp vợ của mình vậy. Anh ta bất ngờ vỗ mạnh lên tay lái, anh không biết thôi, em đến bệnh viện thăm thằng nhóc đó. Ôi, bỏng cả mắt. Biểu cảm của Kim Thâu có chút khoa trương, Giang Hải không nhịn được bật cười. Làm sao, hồn à? Không phải, Kim Thâu trợn tròn mắt, hai người đút hoa quả cho nhau ăn, cơm chó cứ phải gọi là tạt vào mặt em. Ôi nữ thần, nữ thần Giang Hải liếc nhìn xuống hàng ghế sau, lúc này nữ chuyên viên pháp lý hai má đỏ ửng, không chen ngang mà chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện. Giang Hải lập tức ho khan một tiếng, kim thâu này đúng là không có chừng mực, trong lòng vừa tơ tưởng đến cô chuyên viên pháp lý xinh đẹp phía sau, còn miệng thì cứ liên tục gọi cô gái khác là nữ thần, mồm mép thế này thì không có cửa tiến thêm với cô chuyên viên pháp lý rồi. Kim Thâu sửng sốt nhìn biểu cảm của Giang Hải, một lúc sau mới phản ứng lại đảo mắt nhìn trong kính chiếu hậu nữ thần em thấy anh nói có đúng không cơm chó này anh ăn no lắm rồi nữ thần cô chuyên viên pháp lý mặt đỏ ửng không ngờ là câu nữ thần này lại dành để nói về mình khuôn mặt ngạc nhiên chỉ vào mũi của mình nói anh đang gọi tôi kim thâu nở nụ cười em chính là nữ thần của anh giang hải suýt chút nữa thì ói ra cái thằng nhóc này đúng là gan to mặt dày đúng chuẩn trai đều nhìn qua kính chiếu hậu Giang Hải phát hiện ra cô chuyên viên pháp lý xinh đẹp này thực ra có chút ngại ngùng. Chẳng lẽ cô ta đã thích tên nhóc kim thâu này rồi sao? Khẩu vị có vẻ mặn nhỉ. Đến thành phố Giang Thanh, làm xong việc của Uyển như giao thì cũng đã rất muộn rồi, vậy là tìm một khách sạn nào đó ở lại. Mà Giang Hải lúc này đã rời khỏi khách sạn. Ngay sau khi anh rời khỏi thành phố, anh nhận thấy rằng có hai chiếc xe đang đi theo mình, một chiếc ở phía xa và một chiếc ở gần. Tìm được một đoạn đường vắng, anh đỗ xe ở bên đường, tựa lưng vào chiếc xe, châm một điếu thuốc. Một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng bên cạnh Giang Hải, cửa xe mở ra, một thanh niên rất cường tráng bước xuống. Cúi đầu khom lưng, lấy ra điếu thuốc đưa cho Giang Hải. "Anh, cho em hỏi, đường đi đến thành phố Hải Hà như thế nào ạ? À? Có phải là em đi nhầm đường rồi không? Thời đại nào rồi còn kiểu hỏi đường thế này sao? Chẳng lẽ không có bản đồ à?" Giang Hải mỉm cười nheo mắt, đi thẳng theo con đường này, 30 phút là đến. Con đường mà Giang Hải chỉ là một hướng khác, hơn nữa, từ thành phố Giang Thanh đến thành phố Hải Hà mà 30 phút, trừ phi đi bằng tên lửa. Người thanh niên mỉm cười, bày tỏ sự cảm ơn lần nữa, xoay người chuẩn bị lên xe. Tất cả đều diễn ra một cách rất bình thường, ngay cả Giang Hải cũng cảm thấy bất ngờ, lẽ nào cậu ta đơn giản chỉ là hỏi đường. Tuy nhiên, người này toàn thân đều có sát khí, chắc chắn không phải là một người bình thường cho dù có biểu hiện dịu dàng đến đâu thì sát khí trong sâu thẳm ánh mắt đó làm sao có thể che giấu được anh ấy chết cứ thế mà đi à không nên đâu giang hải vui cười từ khi vào khách sạn giang hải đã cảm thấy có người theo dõi bọn họ chỉ là đưa theo chuyên viên pháp lý và kim thâu sẽ có chút vướng víu vậy nên anh mới để những người ở trong hai chiếc xe bám theo xa vậy rồi chọn một nơi phong thủy tốt giang hải nhìn chiếc xe phía sau chiếc xe kia cũng đậu ở bên đường từ xa quan sát ngay cả đèn xe cũng tắt gần như muốn trốn trong bóng tối anh còn có việc gì sao thanh niên mỉm cười quay lại một bàn tay đặt trước ngực giống như đang cầm thứ gì đó giang hải nói không phải là tôi có việc mà tôi cảm thấy cậu còn có chuyện chưa làm xong muốn làm gì mau nói đi đừng làm mất thời gian của tôi giang hải có chút thiếu nhẫn nại anh đã phát hiện ra thân phận của của họ tiếp tục giả vờ nhưng không còn tác dụng nữa biểu cảm của người thanh niên thay đổi sau đó vẻ mặt lạnh lùng trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi anh ta là một sát thủ nhưng sát thủ này thích ám sát hơn là dùng dao dùng súng đánh trực diện giang hải ngậm điếu thuốc thong thả hút một hơi thuốc rồi nhả khói ra trong bóng tối khói thuốc lúc ẩn lúc hiện người thanh niên nở nụ cười xảo quyệt lấy từ trong tay ra một chiếc hộp nhỏ chắc là anh muốn lấy tiền công, không biết ở tỉnh Hải Đông hỏi thăm đường hết bao nhiêu tiền nhỉ. Hay là tôi tặng anh món quà này coi như là phí hỏi đường, anh thấy. Giang Hải lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Từ hơi thở của đối phương, Giang Hải có cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, không lâu trước đây, anh đã từng cảm nhận được trên cơ thể của một người phụ nữ. Vì vậy, anh đoán rằng cậu thanh niên trước mặt này là người của thưởng kim hội. Bốp, không hề có sự phản kháng nào giang hải cũng một cái tát thanh niên bị tát một cái đầu đập vào chiếc xe phát ra tiếng kêu thảm thiết thường kim hội đúng không ánh mắt giang hải lạnh lùng nói ra vài câu khiến người thanh niên như rơi xuống vực thẳng anh anh ta muốn nói làm sao mà mày biết bốp lại một cái tát nữa người thanh niên đập vào kính ô tô đầu và mặt đều bị kính xây sát gớm ghiếc khiếp sợ sau vài giây im lặng cậu thanh niên hừ một tiếng rồi ném chiếc hộp về phía giang hải giang hải bắt lấy rồi cầm chắc chiếc hộp bốp anh lại tát thêm một cái nữa cậu thanh niên dường như không còn cảm thấy đau đớn từ từ xoay người lại một con dao rơi ra từ trong tay áo tuy nhiên cậu thanh niên đã không kịp ra tay với anh bốp với một tiếng động bị bóp nghẹt giang hải đưa chân ra đạp lên ngực của cậu thanh niên và đẩy người thanh niên vào trong xe cơ thể anh ta co giật vài lần, sau đó ngừng cử động, dễ dàng giết chết cậu thanh niên. trong lòng Giang Hải ngày càng cảm thấy chịu nặng. người mà không dễ đụng vào thì đừng có đụng, đụng vào thì chỉ có chết. những sát thủ này là thường kim hội rèn luyện năng lực rất tốt, điều quan trọng nhất là họ không sợ sống chết. còn chiếc xe kia, lúc này đèn xe bật sáng, có tiếng khởi động xe, quay đầu rồi phóng đi mất. Giang Hải ngạc nhiên, chẳng lẽ không cùng một phe à? Chương 247. Đứng trong bóng tối, Giang Hải nhếch môi cười lạnh nhạt. Đến lúc kết thúc cái rắc rối mang tên Doãn Thư này rồi, nếu không, những sát thủ không biết sống chết này có thể sẽ làm người ta tức chết mất. Anh không hề sợ, người mà anh lo lắng nhất chính là Cố Uyển Như. Thật may là vào lúc này Doãn Thư không ra tay với Cố Uyển Như, nếu không kẻ bị thiên táng tiếp theo chắc chắn sẽ là người phụ nữ này. Sắp xếp một số người đã đến lúc chúng ta đi du lịch ở danh quận rồi. Sau khi trở về, Giang Hải trầm giọng nói với Kim Thâu. Đến danh quận, Kim Thâu nở nụ cười quỷ quái, xoa xoa tay, có chút háo hức. Tuy nhiên, trước khi đến danh quận, phải dọn sạch toàn bộ rác rưởi ở tỉnh Hải Đông đã. Giang Hải nói, liên lạc với Tần Hiên, thu xếp xong thì tất cả hành động. Bây giờ, có thể hành động rồi. Lấy danh nghĩa của thiên sứ tội lỗi để ra tay. Đó là đêm, khắp nơi ở tỉnh Hải Đông không hề yên lặng, khắp nơi tràn ngập mùi tanh của máu. Hơn 100 cao thủ được phân bố khắp nơi ở tỉnh Hải Đông để bảo vệ sự an toàn của các cán bộ tập đoàn Uyển như đã lộ diện. Những cơ sở kinh doanh xám được mở gần đây đều đã bị đốt cháy. Đám xã hội đen của danh quận vừa mới tiến vào thành phố Giang Tư để chiếm địa bàn kia, nếu có kẻ nào phản kháng, giết không tha. Giang Hải đứng trước cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc nhìn cảnh đêm. 100 người này rất chăm chỉ luyện tập, tin chắc rằng không lâu nữa họ sẽ phá bỏ khó khăn và bước đến một lối thoát khác. Lúc này, giết người nhúm máu là một trải nghiệm chiếm đấu hiến có đối với họ. Tập đoàn Uyển như cũng nên ra khỏi tỉnh Hải Đông để thâm nhập vào một thị trường rộng hơn hơn nữa. Và ở thành phố Giang Tư, những người được lựa chọn đang luyện tập một cách điên cuồng. Những người này tiếp theo sẽ trở thành lực lượng bảo vệ mạnh nhất của thành phố Giang Tư. Giang Hải muốn biến thành phố Giang Tư, tỉnh Hải Đông thành một vùng cấm địa, sẽ là thiên đường của nhà đầu tư và là địa ngục của kẻ xấu. Xanh quận, nhà họ Doãn, đèn sáng rực rỡ. Trên khuôn mặt của Doãn thư nở một nụ cười, bị hai người đàn ông khỏe mạnh kẹp ở giữa, thì thầm bên tai những lời vô nghĩa. Nếu như Giang Hải biết Doãn thư sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ là vì anh, thì nhất định sẽ vô cùng khó hiểu và không thể tin được. Lúc này có một cô gái ngoan ngoãn bước tới, mặc dù gần đây cô ta đã thấy quá nhiều lần mấy hình ảnh phóng đãng này của Doãn thư, nhưng cô ta vẫn không khỏi đỏ mặt tía tai. "Thưa cô chủ, có tin tức từ tỉnh Hải Đông." Nói, "Tiểu Bạch Long chết rồi." Tiểu Bạch Long là nhân vật hung ác nhất ở danh quận, gã ta khá đẹp trai, nhưng lòng dạ lại vô cùng độc ác. Không có việc xấu nào không làm. Trong thế lực ngầm ở danh quận, cũng gọi là cao thủ hiếm có. "Biết rồi." Doãn thư không ngẩng đầu lên, kết cục này sớm đã nằm trong dự đoán. Cô gái khom lưng chào định đi ra ngoài, Doãn thư nói, thông báo cho vệ báo, có thể thu những sản nghiệp của tiểu Bạch Long rồi. Thời khắc này, Doãn thư sớm đã dặn dò, vệ báo cũng đã tập hợp đủ người, tất cả đều đã sẵn sàng. Nhận được chỉ thị, lập tức đưa người qua đó. Những sản nghiệp của tiểu Bạch Long ở danh quật, đều là mục tiêu của anh ta. Vừa rời khỏi một lúc, cô gái lại quay lại làm sao nữa doãn thư có chút ngạc nhiên lại có người chết cô gái nhanh chóng đáp lại doãn thư nói có thêm người chết thì cứ thông báo cho vệ báo là được anh ta sẽ biết phải làm gì đừng đến làm phiền tôi nữa lúc này doãn thư làm như không có ai bên cạnh nắm lấy thắt lưng của người đàn ông cường tráng từ từ kéo xuống không chịu thua kém người đàn ông khỏe mạnh xé toạc quần áo của doãn thư ra khiến doãn thư cười liên tục sau một đêm chiến đấu ác liệt doãn thư uể oải ngủ thiếp đi đôi chân của hai người đàn ông mạnh mẽ rời đây giống như là sợi mì không còn chút sức lực ngủ một mạch đến trưa vươn vai cô ta mặc chiếc áo bằng vải tuyên dưới sự phục vụ của người đàn ông mạnh mẽ bữa sáng được bầy tinh tế đặt ở trước mắt thưa cô chủ đêm hôm qua doãn thư rất bận cho dù có xảy ra chuyện lớn thì cũng không dám làm phiền đến chuyện vui của doãn thư bất kỳ người nào mà làm phiền đến nhã hứng của doãn thư nhẹ thì bị mắng nặng thì mất mạng sau chuyên đi thành phố giang tư về doãn thư bỗng thay đổi hoàn toàn vui buồn thất thường nói trong đêm qua tỉnh hải đông bị quét sạch ừm doãn thư gật đầu rồi lại lập tức ngẩng đầu lên cái gì quét sạch sao có thể thế lực ngầm ở tỉnh hải đông giờ đây như là một mảnh đất trắng mất rồi thì coi như mất tiền các lão đại của thế lực ngầm danh quận đều tranh giành chen lấn với nhau, mang theo những đàn em chất lượng nhất. Có thể nói, cao thủ của thế lực ngầm ở danh quận đều đã đi tỉnh Hải Đông hết rồi. Thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ một đêm mà đã bị quét sạch sao? Doãn Thư từng nghĩ, Giang Hải chắc chắn sẽ phản kích. Nhưng cô ta không ngờ lại nhanh như vậy, mà thủ đoạn lại quyết tuyệt như thế. Rốt cuộc thì Giang Hải có thực lực khủng bố như thế nào? Nghĩ đến Giang Hải Doãn Thư bỗng dùng mình một cái, nhanh chóng đưa tay ôm chặt bộ đồ hở hang trên người. Chắc chắn, không nhầm đấy chứ? Doãn Thư không tin tưởng hỏi lại lần nữa. Chắc chắn 100%, người đều chết hết, hơn nữa. Đừng ấp a ấp úng, nói nhanh. Doãn Thư giật giữ hét lên. Không chỉ giết người, hơn nữa, người giết bọn họ còn dùng máu viết các tội trạng của người chết lên tường. Thiên sứ tội lỗi. Lúc điều tra Giang Hải, Doãn Thư đã từng thấy cái danh xưng này. Tuy nhiên, lúc đó Doãn Thư lại không hề để ý. Thiên sứ tội lỗi, chẳng qua là Giang Hải mua danh chuộc tiếng mà thôi. Dùng thủ đoạn ám sát, sau đó bịa đặt ra một số tội trạng, tỏ vẻ như Giang Hải mới chính là sứ giả của thiện và ác. Doãn Thư sừng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Thiên sứ tội lỗi, không phải là Giang Hải, mà là một tổ chức. Nếu không, những người phân bố khắp nơi ở tỉnh Hải Đông, sao lại có thể đồng thời bị giết hại như vậy? Không lâu sau, tin tức lũ lượt đến. Điều khiến Doãn Thư sốc nhất trích là Giang Hải đã đưa ra một tin tức. Trong một hoặc hai ngày nữa anh sẽ đến danh quật. Giang Hải đến đây làm gì? Chắc chắn là đến giết cô ta. Doãn Thư bị dọa đến tím tái mặt mày, cô ta tuyệt đối sẽ không đấu với Giang Hải. Nhanh chuẩn bị xe, tôi muốn đến nhà họ liên một chuyến. Người hầu sắc mặt khó coi, thưa cô, nhà họ liên sáng sớm đã gửi lời nhắn, nói. Nói, 30 tỷ kia, nhà họ liên không có phúc hưởng. Còn nói, chuyện mà cô làm, không liên quan đến nhà họ liên. Ngay cả liên thiệu, nhà họ liên cũng không thừa nhận anh ta là người của nhà họ. Nhà họ liên không giết Giang Hải. Dù là một tỷ cũng không động lòng. Không cần phải nghĩ cũng biết, chắc chắn nhà họ liên đang xảy ra chuyện gì giang hải trở thành người mà bọn họ không thể động đến làm sao mà cô ta biết khi hung thủ ám sát giang hải chiếc xe ở phía xa đi theo kia chính là cổ võ giả nhà họ liên phái đến người trong nghề vừa ra tay đã biết là phải cao thủ hay không vừa nhìn thực lực của giang hải cổ võ giả lập tức chạy trốn ngay và thề sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện mình đã từng đi tỉnh hải đông đúng lúc này vệ báo hiên ngang bước vào trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng trên người anh ta có không ít vết máu thưa cô chủ việc cô dặn dò tôi đều đã làm xong rồi thế lực ngầm ở danh quận đã là của chúng ta rồi ha ha đây đúng là một tin tốt tuy nhiên doãn thư biết một khi giang hải đến tìm mình thì xui xẻo sẽ đến và cô ta sẽ không có phúc hưởng tất cả những điều này nữa vậy giang hải khi nào đến doãn thư hoàn toàn không để ý đến vệ báo cô ta trợn tròn hai mắt hét to anh ta nói trong một hai ngày nữa ngoài ra còn nói thêm gì không cơ thể doãn thư có hơi run rẩy cô ta vừa mới làm chủ nhân của nhà họ doãn ở danh quận chưa lâu vị trí còn chưa ổn định lẽ nào lại biến thành bong bóng cả sao còn nói để cô chuẩn bị trước anh ta muốn ôn lại chuyện cũ bọn họ thì có chuyện cũ gì chứ có thì chỉ có thù hận doãn thư vỗ mạnh xuống đùi thở một hơi dài Thông minh lại bị chính sự thông minh đó hại. Nếu như cô ta không lừa những lão đại của thế lực ngầm ở danh quận đến tỉnh Hải Đông, thì bây giờ Giang Hải đến, chỉ cần triệu tập lại là vẫn có thể chiến đấu một trận. Hiện tại mặc dù thế lực ngầm ở danh quận đã trở thành hậu hoa viên của nhà họ Doãn. Địa bàn thì đã có, tuy nhiên, cao thủ danh quận lại không còn mấy người, tất cả đều chết ở tỉnh Đông Hải, chết dưới tay của thiên sứ tội lỗi. Hơn nữa, ngay cả nhà họ Liên cũng né chuyện này. Doãn thư hít một hơi thật sâu, một thân một mình. Đông quận là tên gọi chung của tỉnh Hải Đông, tỉnh Đông Nam, tỉnh Tề Vân và danh quận. Trên đường đến danh quận, Giang Hải đã lập kế hoạch làm thế nào để phân phối hoạt động kinh doanh của tập đoàn Uyển Như. Tập đoàn Uyển Như ngày nay đang dần dần đứng vững ở tỉnh Hải Đông, tiếp theo chắc chắn sẽ là cả ở bốn tỉnh của Đông quận. Danh quận chỉ là một trong số đó. Nhà họ Doãn ở danh quận dù là ở thế lực bề nổi hay là thế lực ngầm, đều có thế lực rất mạnh mẽ. Những năm nay, cực kỳ hưng thịnh. Hạ gục nhà họ Doãn, chiếm được đất ở danh quận, e rằng không còn trở ngại nào nữa. Dù cho có người muốn nhằm vào tập đoàn Uyển Như, thì cũng phải xem kết cục của nhà họ Doãn. Trong lòng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng, xem là có giữ được mạng để đấu với tập đoàn Uyển Như hay không. Trước mặt chính là danh giới của danh quận, Giang Hải khẽ nheo mắt, ngả người lên ghế, miên man suy nghĩ. Trời đã bắt đầu tối, nhưng trong xe, Kim Thâu lại vô cùng hưng phấn. Cao thủ ở danh quận, anh ta sớm đã muốn gặp mặt. Anh Giang, lần này dẫn theo khá là nhiều người. Kim Thâu lẩm bẩm, sợ là ít thịt quá, anh ta không đánh được nhiều. Một người khác nói, đúng là nhiều thật, hạ gục danh quận chắc chắn không cần dùng đến 30 người. 30 người chiếm lấy địa bàn danh quận, thậm chí là tiêu diệt nhà họ Doãn. Những lời nói này, nếu như để người ngoài nghe thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ những người trong xe này bị điên hết rồi. Lúc này, Gia Ninh Viêm mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu xa đáng sợ. Danh quận không thể không có thế lực ngầm, các cậu, ai muốn làm lão đại? Danh quận không phải tỉnh Hải Đông, càng không phải thành phố Giang Tư. Thế lực ngầm vẫn sẽ tái sinh ngay cả khi nó có bị quét sạch thế nào đi nữa. Thay vì tàn sát, chỉ bằng quản lý nó. Cũng giống như phía đông của thành phố Giang Tư, cả con đường đều là mấy cơ sở kinh doanh xám, chẳng những không gây hại cho xã hội, ngược lại còn khiến thành phố Giang Tư ngày càng ổn định. Trong xe, bầu không khí như đông cứng lại, nhất thời không có người nào phát ra tiếng động. Trong số bọn họ, ai cũng muốn trở thành lão đại, nhưng lại không biết Giang Hải nói là thật hay nói đùa. Cứ tiến hành quản lý dựa theo hình thức như ở thành phố Giang Tư, không được cản trở an ninh công cộng, càng không được làm tổn hại bên nào ai muốn ở lại người thì còn chưa đến danh quận nhưng trong một chiếc xe đã xác định tương lại cho thế lực ngầm ở danh quận rồi giang hải không muốn cũng không thể liên quan đến thế lực ngầm nhưng lúc này anh không thể không sắp xếp chuyện này lúc này những người ở trong chiếc xe còn không biết ở lại nơi này đồng nghĩa với việc sẽ không còn quan hệ gì với giang hải nữa nếu bọn họ biết e là sẽ không còn người nào tình nguyện ở lại làm lão đại của thế lực ngầm nơi này nữa em, em, mấy người cũng đồng thanh hô lên. Giang Hải không nói gì, suy nghĩ một lúc mới nói. Lần này, ai là người lập công lớn nhất thì người đó ở lại. Ngoài ra còn có thể lựa chọn thêm hai trợ thủ. Khóe miệng kim thâu giật giật, dần dần nở nụ cười lạnh lùng. Vị trí lão đại này, chắc chắn là của anh ta rồi. chương 248 Giang Hải không phải là một người liều lĩnh, sau khi đến danh quật, việc đầu tiên anh làm không phải là giết người mà là mời đại lão của một vài nơi tuyên bố một thông tin giang hải nở nụ cười ánh mắt dịu hiền bước vào bên trong lúc này bên trong phòng có một bàn người đang ngồi đó đó là những người mà giang hải mời đến cùng với sự xuất hiện của giang hải tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào anh mỗi ánh mắt đều rất phức tạp lộ ra vẻ sợ hãi đây là vua của thành phố giang tư đây là anh giang của tỉnh hải đông đây là cao thủ đã đánh bại húc thiết. Đây là người độc ác đã thiên táng liên thiệu. Tất cả mọi người đều câm như hến. Bọn họ ở danh quận hoàn toàn không có danh tiếng gì. Tỉnh Hải Đông như một mảnh đất trắng, mấy chuyện ngon ăn như chiếm địa bàn đều không có phần của họ, điều đó đủ để cho thấy rằng địa vị của họ rất thấp. Có thể nói rằng các lão đại trong thế lực ngầm đều thích tự rát vàng lên mặt. Tuy nhiên, Giang Hải lại mời đến đây nhóm người như vậy được yêu ái nhưng lại vừa mừng vừa lo. Tất cả vẫn câm như hến. Hầu như mọi người ở danh quận đều biết, liên thiện sở dĩ có cuộc khiêu chiến sinh tử với Giang Hải, hoàn toàn là do nhà họ Doãn. Doãn thư dùng 30 tỷ làm mồi nhử khiến liên thiệu đâm đầu vào chỗ chết. Nhà họ liên vì muốn nhặt xác cho liên thiệu mà thậm chí còn dọa giết Giang Hải. Tuy nhiên, đã rất lâu rồi vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhà họ liên chỉ giỏi khua môi múa mép, Điều này thể hiện điều gì? Không thể chọc vào nổi Giang Hải. Xin chào tất cả mọi người, không ngờ mọi người lại nể mặt tôi như vậy. Giang Hải mỉm cười. Tất cả mọi người lần lượt đứng lên, nói những lời khách sáo cùng với nụ cười trên mặt, thái độ rất là nịnh nọt. Chắc là mọi người cũng đã biết lần này tôi đến danh quận để làm gì. Giang Hải đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Anh Giang, địa bàn của tôi sau này sẽ thuộc về anh. Từ nay về sau, chỉ cần anh Giang mở lời, dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng không hề từ chối. Một người đàn ông to cao đứng dậy, lập tức bày tỏ ý kiến của mình. Chủ động dâng địa bàn, ít nhất cũng để lại cái tiếng rằng mình biết thời thế, không ngốc như những người khác. Chống đối, chẳng khác nào kể chuyện cười. Chẳng lẽ anh ta còn có thể so với liên thiệu, còn có thể đánh lại húc thiết. Ngay cả những cao thủ bình thường, anh ta gặp được cũng phải khom lưng cúi đầu có thể leo được đến vị trí như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào sự khôn khéo. Giang Hải gật đầu, rất hài lòng với người quy hàng đầu tiên. Tuy nhiên, mục đích của Giang Hải không chỉ có vậy, thu địa bàn của họ, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Vừa hay tôi có một chút chuyện muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Giang Hải nhìn biểu hiện của mọi người. Người đàn ông vừa lên tiếng có chút khựng lại, ngơ ngác không nói một lời. Có trời mới biết Giang Hải cần họ giúp chuyện gì cho nên cũng không thể cứ thế mà đồng ý luôn được. Một khi lỡ lời đồng ý, đến lúc không thể chạy thoát, ai là người gánh vác hậu quả? Đặc biệt là chuyến đi lần này của Giang Hải chắc chắn là nhằm vào nhà họ Doãn hoặc nhà họ Liên. Châu bò đánh nhau, đám ruồi mũi bọn họ đâu dám bâu vào. Không khí lại một lần đông cứng lại, không một ai bày tỏ ý kiến trước. Giang Hải mỉm cười, chỉ ít cũng chứng tỏ những người này vẫn khá là thông minh, biết xem xét thời thế sau khi tắt nụ cười anh ngẩng đầu nói có thể mọi người không biết ngoài liên thiệu đến thành phố giang tư để lấy đầu tôi ra nhà họ doãn còn thuê một sát thủ nước ngoài đến giết tôi cái gì một người không nhịn được mà thốt lên sát thủ nước ngoài dám đến lộng hành ở phương đông nếu không có chút bản lĩnh thì e rằng cũng không dám tới giang hải nói tuy nhiên người đã chết rồi giang hải còn sống sờ sờ thế này sát thủ đó chắc chắn đã chết nhà họ Doãn, tuy rằng chưa giết được tôi, ngược lại đã đắc tội với tổ chức sát thủ. Chuyện mà tôi muốn nhờ mọi người, chính là lan truyền thông tin này ra ngoài. Tất cả mọi người vẫn im lặng, không một ai mở lời trước. Tuy nhiên, ánh mắt của Giang Hải lại hướng về một ông già. Ông bây giờ có thể gọi điện cho Doãn Thư ngay lập tức, và nói nguyên văn những lời tôi vừa nói nói cho cô ta. Hả? Ông lão sừng sốt, cơ thể cứng đờ, bất giác run lên nhìn Giang Hải với vẻ sợ hãi, ánh mắt né trách. Giang Hải làm sao biết được, lão ta chính là người mà Doãn Thư Gải đến. Lúc này, nhìn Giang Hải, ông ta mới biết người thanh niên này đáng sợ thế nào. Khí thế trên người lúc có lúc không thật sự khiến người ta muốn quỷ lại. Làm cho Giang Hải biết mặt, nghĩ thôi cũng đã thấy chân tay lạnh toát rồi. Đây là người đã giết liên thiệu. Hơn nữa còn thiên táng. Ông ta không muốn nối gót đâu chẳng lẽ hôm nay ông đến không phải là theo lời của doãn thư để cô ta xem rốt cuộc thì tôi muốn làm gì nói cho ông biết đứng trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều chỉ như một trò đùa trước mặt tôi nhà họ doãn không có đủ tư cách làm trò đùa bá khí kiêu ngạo giang hải có bản lĩnh này đặc biệt là đối với những nhân vật bé nhỏ không đáng để nhắc tới ánh mắt vẫn dịu dàng giang hải chậm rãi liếc nhìn xung quanh ánh mắt ôn hòa lại khiến người khác kinh hồn bạt vía. Giang Hải muốn bọn họ đưa ra ý kiến. Anh Giang, anh nói thế nào tôi sẽ làm như thế, không có ý kiến gì. Đúng rồi, anh Giang nói thế nào chúng tôi sẽ làm như thế. Hơn nữa sẽ làm rất tốt. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Anh nhìn tới đâu thì người ngồi ở đó toàn thân run rẩy, lập tức bày tỏ ý kiến. Phía sau Giang Hải, Kim Thâu nãy giờ vẫn đứng thả lỏng hai tay, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt cực kỳ kinh thường. một nhóm người hèn nhát chỉ vì một câu nói của Giang Hải mà đã sợ thành thế này rồi. Giang Hải quay đầu lướt nhìn Kim Thâu, từ nay về sau cậu ấy sẽ làm việc ở Danh Quận. cậu Mao đây chính là người anh em tốt của tôi, hy vọng mọi người quan tâm đến cậu ấy. nếu anh Mao là người của anh Giang, vậy thì lời của anh ấy cũng chính là lời của anh Giang. không, cậu ấy ở Danh Quận không liên quan gì đến tôi. Kim Thâu ở phía sau cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy Giang Hải chỉ đang bày tỏ thái độ như vậy, chứ trong đó không còn ngụ ý nào khác. Ngay cả những người ngồi đây cũng đều có chung suy nghĩ như vậy. Trong một bữa cơm, thức ăn không hề được động đến, Kim Thâu đã thu nạp tất cả thế lực nhỏ của danh quận. Và mục tiêu tiếp theo chính là nhà họ Doãn. Sở dĩ để những người này lan truyền tin nhà họ Doãn đắc tội với tổ chức sát thủ, chủ yếu là Giang Hải không muốn gây thù hằn quá nhiều dù sao nhà họ Doãn cũng đã ăn sâu bén dễ ở danh quận. Giang Hải một mình đến, sợ rằng sẽ bị bọn côn đồ đàn áp. Không phải Giang Hải sợ gây thủ oán, điều quan trọng là anh muốn một danh quận lành mạnh, chứ không phải là một danh quận dân chúng lầm than, khắp nơi đói kém. Gia đình quý tộc ở danh quận cũng chính là một phần cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế. Giang Hải hiểu, dư luận là một thứ rất khủng khiếp. Sức mạnh của dư luận, vừa có thể giết người và vừa có thể dày vò một người nhà họ doãn ở danh quận sắc mặt doãn thư tái mét giận dữ tát người đàn ông cơ bắp đang trần truồng đồ vô dụng tất cả đều là lũ ăn hại tổ chức sát thủ không hài lòng với nhà họ doãn vô cùng không hài lòng bởi vì tin tức mà nhà họ doãn cung cấp không chỉ không chính xác mà còn là nói với nói vẩn thực lực của giang hải vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ lúc này tổ chức sát thủ cho doãn thư hai sự lựa chọn một là đền mạng cho sát thủ bằng mạng của cô ta hai là đền tiền một tỷ đây là tống tiền không sai chính là tống tiền đã lấy việc giết người ra làm kinh doanh thì làm gì có chuyện trung thực tổ chức sát thủ cũng biết thừa là ngoài đưa tiền ra thì doãn thư không còn cách nào khác có lẽ đã đến lúc tôi phải công bố danh tính của mình là cổ võ giả doãn thư cười to rất điên rồ cổ võ giả đầu tiên của nhà họ Doãn, cổ võ giả đầu tiên của danh quận. Không nói đến cô ta đã là cổ võ giả có chút thành tựu, cho dù vừa mới đạt tiêu chuẩn cổ võ giả, ở danh quận cô ta cũng là tồn tại giống như trời. Những sát thủ này không giết được Giang Hải, chẳng lẽ lại còn có thể dễ dàng giết một cổ võ giả như cô ta sao? Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm mất ngủ. Thông tin của Giang Hải nhanh chóng được lan truyền. Danh quận, dù là ở thế lực bề nổi hay thế lực ngầm, đều không ngủ được. Giang Hải đến danh quận chính là muốn động thủ. Tất cả mọi người đều đang đợi xem kịch hay, xem Giang Hải giết nhà họ Doãn như thế nào. Không chừng sẽ là Giang Hải chết dưới tay của nhà họ Doãn. Khi quan sát từ bên ngoài, các gia đình quý tộc ở danh quận đã tập hợp người để mở một cuộc họp gia đình. Nếu Giang Hải thất bại trở về, thực lực nhà họ Doãn chắc chắn là rất mạnh. Ở danh quận e là sẽ có thể huynh hoang tung hoành rồi. Trong thế lực bề nổi, địa vị của nhà họ Doãn không hề thấp. Ở thế lực ngầm, phần lớn địa bàn danh quận đã thuộc về vệ báo. Gần đây, mọi người mới biết, vệ báo là người của Doãn thư. Tất cả đều đang suy nghĩ, nhà họ Doãn thắng thì bọn họ làm sao giữ được địa vị sẵn có ở danh quận? Nếu Giang Hải thắng, e rằng thế lực ngầm ở danh quận sẽ vô cùng hỗn loạn thu thập một số người ở thế lực ngầm để kiểm soát một bên, hoặc là thừa nước đục thả câu và nắm bắt cơ hội để kiếm một khoản tiền. Bọn họ nên đối mặt với Giang Hải mạnh mẽ này thế nào? Nên hợp tác hay phản kháng, làm bạn hay làm kẻ thù? Đêm đã khuya, các gia đình quý tộc đèn đuốc vẫn sáng rực. Có người muốn đứng về một phe vào lúc này, nếu thắng thì sẽ chiếm được tiên cơ để phát triển. Tuy nhiên, một khi thua thì sẽ thế nào? phái bảo thủ và phái cấp tiến tranh luật không ngừng. Nhưng, cho dù đó là một cuộc cá cược, việc đặt cược ai thắng cũng là một bài toán khó đối với những người này. Không lâu sau, có một tin tức được truyền ra từ nhà họ Doãn. Nhà họ Doãn là cổ võ giả. Tin tức này, giống như một cơn rông bão, ngay lập tức làm trái lan ninh toàn bộ danh quận. Thật hay giả đây? Cổ võ giả, chuyện này, làm sao có thể? Không, không thể nào. Con bé Doãn thư này trước nay đều rất gian xảo, e là cô ta đang lừa gạt. Là sự thật, mọi người xem, đây là tin tức từ Doãn thư. Cái gì? Thầy của cô ta là Nhật Đại lão. Nhật Đại lão, không ai biết tên của ông ta, khắp nơi chỉ có truyền thuyết về ông ta. Một cổ võ giả có thực lực mạnh mẽ, thích bên vực kẻ yếu. Một người vừa thiện vừa ác. Ông ta bên vực kẻ yếu hoàn toàn dựa theo sự yêu thích của mình. Ví dụ có hai người đánh nhau, một người bị đánh. Nhật Đại lão chưa chắc đã giúp đỡ người yếu thế, có thể sẽ giúp kẻ mạnh kia giết người. Nhật Đại lão chỉ cảm thấy đánh không lại người khác là sự ngu xuẩn của mình. Người ngu xuẩn thì không xứng được sống. Nhật Đại lão này tính tình thất thường. Nếu muốn nhờ ông ta, ông ta chưa chắc đã thèm ngó ngàng gì tới. Nhưng những chuyện mà ông ta muốn nhúng tay vào, dù người ta không muốn cũng không được. Gia chủ Ông còn nhớ lần cuối cùng gặp Nhật đại lão, ông ta từng nói gì không? Cho dù là gia chủ của một thế gia, lúc này mặt mũi cũng tràn đầy sợ hãi, ai có thể ngờ được, cuộc chiến giữa Doãn Thư và Giang Hải vậy mà lại còn liên quan đến cả Nhật đại lão nữa. Đột nhiên tôi nhớ ra, Nhật đại lão từng nói ông ta có một đệ tử là Thư Nhi. Thư Nhi này là ai? Không một ai biết, ai mà ngờ được người đó lại là Doãn Thư. Chương 249 Giang Hải không quan tâm lão đạo gì gì đó, nhìn 30 người trước mặt mình, anh im lặng bất thường. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Kim Thâu rất hưng phấn, nhếch mép cười, anh Giang chỉ cần nói bọn em phải làm thế nào là được. Giang Hải cười nhẹ, nhìn bầu trời đêm đen kịt. Đừng trách tôi, nếu không tiêu diệt nhà họ Doãn, cô sẽ không bỏ cuộc. Giang Hải thực sự không hề hứng thú với việc tranh đấu thắng thua với những kẻ nhỏ bé như con sâu cái kiến này. Nhưng doãn thư luôn lợi dụng giang hải luôn gây phiền phức cho anh thậm chí còn muốn ra tay với cố uyển như cho nên doãn thư phải chết nhà họ doãn phải biến mất cái chết của doãn bằng là do anh ta tự chuốc lấy doãn thư trả thù cũng là điều dễ hiểu kể từ sau cái chết của doãn bằng giang hải và nhà họ doãn như nước với lửa không thể hòa hợp được nữa lẽ ra doãn thư không nên nghĩ ra chuyện dùng tiền thưởng mua đầu của giang hải Tiền thưởng là 30 tỷ được công bố, rất nhiều người thèm muốn. Giang Hải sẽ phải nhận vô vàn quấy rối. Vì tiền mà sẽ có không biết bao nhiêu người mất đi lý trí, Giang Hải sợ rằng bản thân sẽ mệt chết vì giết người mất. Càng sợ hơn nữa là một ngày nào đó Cố Uyển Như sẽ lại bị quấy rối. Cho nên, hôm nay anh đến danh quận ngày chính là để giải quyết tận gốc vấn đề này. Phương Đông không phải là một thế giới hắc ám, luôn phải có quy tắc và giới hạn những chuyện giết người cướp của tuyệt đối không thể làm giữa ban ngày ban mặt mà nhà họ doãn lúc này doãn thư chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh lờ mờ có thể nhìn thấy nội y bên trong tà áo hở một hửa, và để lộ làn da trắng mịn mõn nà anh phàn lần này em gái gặp rắc rối thực không còn cách nào khác cho nên em chỉ còn cách nhờ anh giúp giọng doãn thư mềm mại và ngứa ngáy đến tận xương khiến phàn cương nổi cả da gà nhếch mép cười, ánh mắt dâm đáng nhìn qua vẻ mê hoặc hấp dẫn của Doãn Thư. Chạm vào chiếc cầm, liếm đôi môi khô của anh ta, suýt chút nữa phản cương không nhịn nổi mà bổ nhào lên. Em Doãn Thư, năm đó, anh được nhật đại lão giúp đỡ, cho nên chuyện mà em nhờ, anh nói rồi thì chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là... Ha ha, em cũng biết rồi đó, dạo gầy đây anh có chút túng bấn. À, toàn là đổ hết vào người mấy cô gái kia thôi, nếu như có được một cô người yêu như em doãn thư đây thì anh sao có thể ra ngoài ăn chơi đàng điếm nữa doãn thư nở nụ cười quyến rũ hai chân trùng xuống cọ vào nhau trong ánh mắt lại không giấu được vẻ khinh thường em còn tưởng là chuyện gì cơ vừa hay em cũng rất ngưỡng mộ anh sau khi xong việc ha ha anh phải đối xử tử tế với em đấy phàn cương nhướng mày vui mừng dục vọng trong ánh mắt hừng hực Đưa tay ra, nắm lấy chân của Doãn Thư để lên chân của mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Từ từ vuốt lên bắp chân, đùi. "Anh Phan, đừng vội." Doãn Thư bật cười, nhưng không từ chối cái chạm nhẹ của Phan Cương. "Khả năng tối nay giang hải sẽ đến, tốt nhất anh nên giữ gìn thể lực." Nói xong, Doãn Thư đứng lên, sắc mặt cũng lạnh nhạt dần. Muốn ngủ với cô ta thì phải thể hiện bản lĩnh mới được. Lúc này, Doãn Thư mới thực sự nhận ra rằng một người phụ nữ xinh đẹp sẽ có được lợi thế như thế nào từ cái ngoại hình xinh đẹp ấy? Phan Cương là cổ võ giả rất mạnh mẽ, đối phó với Giang Hải không thành vấn đề. Nếu như Phan Cương không thể đánh bại Giang Hải, thì anh ta cũng có thể câu giờ để cô ta trốn thoát. Còn nếu như anh ta chết dưới tay Giang Hải, thì hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng. Doãn Thư là một người thông minh, mỗi bước đi đều tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận. Tính toán lợi dụng tất cả mọi người. Doãn Thư tuyệt đối phải làm những chuyện có lợi cho mình nhất. Trong trận chiến lần này, bất kể là thắng hay thua, Giang Hải sống hay chết, Doãn Thư đều phải có lợi, hơn nữa quan trọng là bảo toàn tính mạng của chính mình. Phàn Cương cười nhạt, ánh mắt không hề rời khỏi chỗ riêng tư của Doãn Thư. Lần này anh đến không chỉ một mình, mà còn đem theo 10 cao thủ nữa. Thằng nhóc tên Giang Hải này chắc chắn phải chết. Chỉ là, 10 anh em này của anh, giá cũng không hề rẻ đâu doãn thư trợn tròn hai mắt từ cao trong miệng phản cương thốt ra chắc không phải là cao thủ bình thường một tỷ còn chưa đủ sao tiền thưởng giết giang hải phản cương cũng biết không cần phải nhắc doãn thư cũng sẽ đưa tuy nhiên thứ mà phản cương muốn không chỉ có vậy nếu nuôi doãn thư như một món đồ chơi của mình hoặc là tìm một bộ phương pháp song tu nào đó thì đúng là quá tuyệt vời đưa cho bọn họ một tỷ là đủ rồi nhưng còn anh doãn thư anh cũng không thể mất công đến đây, mà ngay cả tiền trà cũng không có đấy chứ." Trong đôi mắt của Doãn Thư lướt qua ý nghĩ muốn giết người. Nhưng, cô ta đã che giấu rất tốt. Những gì mà Phàn Cương nhìn thấy chính là sự quyến rũ của cô ta. "Em sẽ thêm 200 triệu nữa, anh Phàn thấy thế nào, thỏa mãn chưa?" Phàn Cương gãi gãi đầu mũi, nói đầy ẩn ý, "Doãn Thư, 200 triệu cũng được, tuy nhiên, ha ha, em phải ở bên cạnh anh 3 năm." Trong 3 năm, dù cô gái này có tốt đến mấy thì anh ta cũng chơi đủ rồi. Có lẽ, không cần lâu đến vậy, Phan Cương đã có thể biến Doãn Thư trở thành gái ngành hàng cao cấp rồi. Được ngủ một đêm với một cô gái đã tu luyện thành cổ võ giả tiểu thành, chắc chắn sẽ có rất nhiều cổ võ giả muốn thử một lần đấy. Xét cho cùng, cổ võ giả rất kiêu ngạo, rất khó để thể tìm ra một cô vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ thế này. 3 năm, trong lòng Doãn Thư rất bối rối, cao mày suy nghĩ. Lâu quá, 3 tháng còn có thể được. Đây chính là giới hạn của Doãn thư. Nếu như lúc này cô rời khỏi danh quận thì vẫn có thể giữ được mạng sống, chỉ là nhà họ Doãn mới vừa vào tay cô ta đã bị tiêu tan. Để nắm được nhà họ Doãn trong tay, cô bằng lòng dùng 3 tháng hầu hạ anh ta để đổi lấy. Hơn nữa, thực lực của Phàn Cương rất mạnh và thế lực cũng rất được. Tận dụng 3 tháng này, nhà họ Doãn sẽ dễ dàng thu thập toàn bộ hai đạo hắc bạch ở danh quận. Ok, ba tháng thì ba tháng. Phàn Cương nở nụ cười dâm đãng. Mặc dù chỉ có ba tháng, nếu như cho Doãn Thư uống viên tiêu giao hoàn, cô ta vẫn sẽ trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn và dâm đãng thôi. Anh ta đã huấn luyện rất nhiều phụ nữ rồi, tuy nhiên Doãn Thư lại có một thân phận đặc biệt hơn. Hai người nhìn nhau cười, mỗi người đều có một ý nghĩ xấu xa. 30 phút sau, có hai nhóm người đứng ở trong sân nhà họ Doãn một nhóm là người mà Doãn Thư triệu tập, một số người trong đó còn là cao thủ được tuyển với giá cao, ai nấy thực lực đều rất mạnh. Nhóm người người còn lại là người mà Phản Cương mang đến. Đồng tử của Doãn Thư hơi co lại, cô ta biết Phản Cương có thực lực vô cùng mạnh, nhưng không ngờ anh ta có thể lôi kéo được nhiều cao thủ cổ võ như thế. Khi Doãn Thư nhìn thấy những người này, lòng tin giết được Giang Hải càng trở nên vững chắc hơn. Trong đêm nay, Giang Hải nhất định phải chết ngày này năm sau chính là ngày rỗ của anh doãn thư nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến lần đầu gặp giang hải đã làm nhục cô ta anh thậm chí còn ép cô ta uống thuốc khiến cô ta bị một nhóm người trong ngôi làng đó làm nhục mỗi lần nghĩ đến chuyện đó doãn thư lại nghiến răng nghiến lợi cô ta sẽ không bao giờ quên một người đàn ông trong làng có làn da nhăn nheo và đốm đồi môi. cô ta sẽ không bao giờ quên một người đàn ông luộm thuộm toàn thân bốc mùi hôi thối đã bắt cô ta phải quỳ trên mặt đất, uống sữa với miệng há to như một con chó. Cô ta không quên được và cũng không được quên. Chính là vì Giang Hải khiến cô ta phải thay đổi, từ một cô gái thuần khiết trở thành một người phụ nữ dâm đáng như bây giờ. Phàn Cương đứng bên cạnh Doãn Thư, một tay ôm eo cô ta một cách sỗ sàng. Xuống dần, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nảy nở khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hôm nay tất cả những kẻ nào bước vào cái sân này dù chỉ một bước, giết hết không tha. Ngày mai chúng ta sẽ đến tỉnh Hải Đông, thậm chí là đến thành phố Giang Tư. Các anh em, ở đó có tiền, phụ nữ và mọi thứ, mọi người sẽ vui vẻ đến mức quên luôn đường về. Phụ nữ của Giang Hải, ai nấy đều da trắng hồng căm nuốt, bọn họ đang đợi các anh em đến. Mọi người sẽ làm cho phụ nữ phải thất vọng sao? Hiện trường đột nhiên nổ tung, những người này nóng lòng muốn đến thành phố Giang Tư, đặt chân đến mảnh đất đó, gặp những người phụ nữ ở đó và coi mọi thứ ở thành phố Giang Tư là của riêng họ. Phàn Cương nói đúng, là đàn ông không được nói không thể, càng không được khiến phụ nữ đã cởi áo chuẩn bị sẵn sàng phải thất vọng. Tuyệt đối không, người đàn ông nhất định phải mạnh mẽ, phải đứng lên. Tuyệt đối không. Hô. Với một tiếng hoan hô, ánh mắt của một đám người trở nên phấn khích và điên cuồng. Người chiến đấu với húc thiết, anh ta rất mạnh sao? Đồ rác rưởi Người thiên táng liên thiệu, anh ta rất mạnh sao? Chẳng qua chỉ là con kiến thôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cho người của thành phố Giang Tư biết ai mới là chủ nhân của danh quận. Ai là vua thực sự của Đông Quận? Những lời nói của Phàn Cương trầm bổng du dương và khiến mọi người không nhịn nổi, máu nóng sục sôi. Giết sạch người ở thành phố Giang Tư. Giết hết bọn họ. Giết, giết, giết tinh thần của họ lên cao, tiếng gầm vang xa, trái la ninh lòng người. Nhìn đám người hăng hái như uống máu gà, khóe miệng doãn thư cong lên. Giang Hải đã có phản cương đối phó. Những người còn lại thì do 10 người của phản cương đối phó. Tuy nhiên, những người bình thường Giang Hải đưa đến, doãn thư một mình dẫn những người khác đến dọn dẹp. Bất kể nhìn từ góc độ nào, Giang Hải đều không còn cơ hội thắng. Doãn thư ngay lập tức đã có sắp xếp. Anh Phàn, Giang Hải giao cho anh nhé. Phan Cương ngẩng mặt lên, phong thái tuấn tú, hoàn toàn không để tâm đến Giang Hải. Mười vị cao thủ này sẽ đối phó với chủ lực mà Giang Hải đưa đến. Thế nào? Đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu? Mười vị cao thủ cùng nhau đáp, giọng nói khiến người khác dựng tóc gáy. Họ đều là cao thủ, tụ tập lại với nhau càng đáng sợ hơn. Kiêu ngạo, ngang ngược, loại khí chất này thật đáng sợ. Tuy nhiên, ai cũng biết bọn họ có vốn để kiêu ngạo những người còn lại doãn thư không sắp xếp gì đương nhiên những người dễ đối phó thì để bọn họ lúc này trong khách sạn giang hải nhìn đồng hồ lập tức giơ tay lên chuẩn bị xuất phát lúc này điện thoại của giang hải đột nhiên vang lên vừa nhìn anh cau mày cuộc điện thoại này lại là của diệp thụy nguyệt mặc dù giang hải và diệp thụy nguyệt chỉ gặp nhau có mấy lần nhưng anh có thể cảm nhận được sự yêu mến và ấm áp trong đôi mắt của diệp thụy nguyệt một thiếu nữ mới biết yêu thích một người có lẽ chỉ vì người đó mang lại rung động đầu đời cho cô ấy tuy nhiên thật không may diệp thụy nguyệt đã bị thu hút bởi khí chất độc đáo của giang hải về việc này giang hải giả vờ như không hay biết sau đó anh thu nhận đệ tử đưa tạ siêu mộ cho diệp ra nuôi dưỡng vẫn luôn cố giữ khoảng cách giữa hai người đứa trẻ này diệp thụy nguyệt đối xử như chính con ruột của mình nhưng cô lại là một cô gái chưa chồng Ý định ban đầu của Giang Hải là để Diệp ra nuôi dưỡng. Bởi vì Tống Kỳ Vân biết tạ siêu mộ cần phải học những gì. Sau khi đưa tạ siêu mộ đến đó, Giang Hải cũng có hỏi thăm tình hình, nhưng không trực tiếp liên lạc với Diệp Thụy Nguyệt. Lúc này đã là nửa đêm, Diệp Thụy Nguyệt đột nhiên gọi đến là có mục đích gì? Alo! Nghe điện thoại, giọng nói của Giang Hải rất ổn định và bình thản. Anh Giang, anh phải đến Diệp ra một chuyến. chương 250 Diệp Thụy Nguyệt không khách sáo đi thẳng vào vấn đề, thậm chí còn có chút lo lắng. Giang Hải cao mày, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Sức khỏe ông cụ Diệp làm sao à? Không, chỉ là nói chuyện trong điện thoại không tiện, anh có thể dành chút thời gian đến Diệp ra một chuyến không? Trong giọng điệu của Diệp Thụy Nguyệt không có chút nhớ nhung, khiến Giang Hải cảm thấy có gì đó không ổn. Giang Hải có một dự cảm không lành, tuy nhiên, anh không thể nói ra vấn đề giải ra ở đâu. Được, làm xong chuyện ở đây tôi sẽ đến giang hải nghiêm túc nói vậy bây giờ cô nói cho tôi biết rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì thiên thọ em ấy đệ tử của giang hải đồng tử co lại dữ dội nếu tạ siêu mộ xảy ra chuyện thì chính là chuyện lớn ông hắc nói chỉ có anh mới có thể cứu em ấy cứu điều này chứng tỏ tạ siêu mộ đang gặp nguy hiểm nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì tôi sẽ đến sớm nhất có thể nói xong giang hải cúp máy đầu dây bên kia diệp thụy nguyệt thở dài một hơi quay đầu nhìn về phía tạ siêu mộ đang nằm trên giường mặt trắng như tờ giấy ban đầu diệp thụy nguyệt nghĩ rằng tạ siêu mộ là con của giang hải sau chuyện này cô ta mới biết đứa trẻ này thực sự là đệ tử của anh truyền thừa đế vương điều kiện cực kỳ nghiêm khắc tạ siêu mộ đúng lúc có linh căn phù hợp để kế thừa tuy nhiên Tương lai tạ siêu mộ có thể trở thành đế vương hay không thì vẫn chưa biết trước được. Trong thời gian này, nếu Giang Hải gặp được người thích hợp thì anh vẫn có thể nhận thêm đệ tử. Cũng giống như sư phụ của anh, có hơn 10 đệ tử, cuối cùng lại chọn anh. Đi, đến nhà họ Doãn. Trong ánh mắt của Giang Hải lóe lên một tia sát khí. Từ đầu đến giờ, Doãn thư không hề có ý định chạy trốn, điều đó cho thấy trong tay Doãn thư vẫn còn cầm một con át chủ bài tuy nhiên đối với Giang Hải thì cũng chỉ là nhiều thêm một vài thi thể mà thôi. Kim Thâu và những người khác hoan hô, sắn tay ven áo. Trước đây toàn là người khác đến thành phố Giang Tư gây sự, đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà người ta gây sự, thì làm sao mà không hưng phấn cho được. Hôm nay, chúng ta sẽ san bằng danh quận, xiết sạch người nhà họ doán. Sĩ khí lập tức tăng vọt. Ngồi trong xe, Giang Hải lạnh lùng nói, cao thủ thì có thể giết, nhưng những người bình thường thì đừng gây khó dễ cho họ giang hải không muốn tạo quá nhiều sát nghiệp trong sân vườn nhà họ doãn đốt một vài đống lửa ánh lửa hắt lên khuôn mặt mọi người trông có chút hung dữ bọn họ đang đợi giang hải đến đợi anh chui đầu vào chỗ chết cô doãn hay là giang hải không dám đến nữa rồi chắc không đâu doãn thư cười anh ta nhất định sẽ đến nhất định tôi e là anh ta đã chạy trốn rồi đến đây chẳng phải là tự chui đầu vào chỗ chết sao. Giọng nói của Phàn Cương lạnh nhạt, bàn tay vươn ra sau lưng Doãn Thư, nhào nặn bộ phận đầy đặn. Cho dù Doãn Thư có cảm thấy kinh tởm thì cô ta vẫn giả vờ uốn éo, mỉm cười quyến rũ, dụ dỗ Phàn Cương tiến vào sâu hơn nữa. Vào lúc này, Phàn Cương rất hy vọng Giang Hải sẽ làm con rùa rụt đầu. Điều này rất có lợi cho anh ta. Doãn Thư càng sợ hãi và hoảng sợ, anh ta càng có thể đưa ra nhiều điều kiện cao hơn, doãn thư không còn sự lựa chọn nào khác tôi làm sao có thể trốn được tuy nhiên có vài điều anh nói đúng tôi quả thực là tự chui đầu vào chỗ chết nhưng tôi có chết hay không thì còn phải xem các người có đủ bản lĩnh hay không đột nhiên giọng nói của giang hải từ ngoài cổng vọng vào sau đó dầm một tiếng cách cửa bị đá mở tung ra cánh cửa làm bằng đồng vừa dày vừa nặng va vào tường phát ra tiếng động rất lớn cả cánh cửa đều đang rung lên biểu cảm của doãn thư thay đổi ánh mắt tràn ngập thù hận dù giang hải có biến thành cho cô ta cũng nhận ra giọng nói của giang hải như là cái búa làm trái lan ninh tâm trí của doãn thư cô ta đoán giang hải chắc chắn sẽ đến nên không hề ngạc nhiên nhưng khi giang hải thực sự đến rồi trong lòng cô ta lại cảm thấy hoảng sợ khó tả như thể cô ta sắp đối mặt với cái chết chỉ trong vài giây nữa biểu cảm của phàn cương cũng thay đổi ánh mắt khát máu nhìn về phía cửa Giang Hải thực sự đã đến. Anh ta làm sao dám đến, chẳng lẽ Giang Hải không biết, chỉ cần anh ta dám đến thì chắc chắn sẽ chết so. Cô Doãn, tôi đến rồi, không biết cô có rượu ngon tiếp đãi tôi không? Giang Hải nở nụ cười rất dịu dàng, giống như người bạn thân đã lâu không gặp, hoàn toàn không có một chút cảm xúc đối địch nào. Sau lưng Giang Hải là kim thâu với quả tóc xanh chói mắt. Giang Hải chỉ đưa theo vài chục người. Tuy nhiên, những người này, nhìn ánh mắt của họ giống như là sói đói nhìn thấy miếng thịt mỡ thơm phức. Phương pháp kết hợp tấn công của giáo sư Giang Hải dạy kia, sau thời gian phối hợp rèn luyện, thực lực của Kim Thâu và những người khác đã được nâng cao, có thể nói là vô cùng lợi hại và hoàn toàn khác so với trước đây. Ngay cả khi đối mặt với một đối thủ mạnh, Kim Thâu cũng có tự tin có thể chiến thắng. Giang Hải thong thả, chậm rãi bước vào, ánh mắt nhìn xung quanh với vẻ ngưỡng mộ. Anh rất hài lòng với phong cách cổ kính, chân thực vào nguyên bản trong sân vườn này. Chắp hai tay sau lưng, anh bước đi một cách chậm rãi, giống như là đang đi trong sân nhà mình. Quả thực là kể từ khi Giang Hải dự định đến danh quận, nơi đây đã không còn thuộc về nhà họ Doãn nữa rồi. Nhà họ Doãn sẽ sớm nhà tan cửa nát. Còn cần một nơi rộng thế này sao? Có cần một nơi rộng như thế không? Có xứng đáng ở một nơi rộng thế này không? Cô Doãn, chẳng lẽ không có gì tiếp đãi khách từ thành phố Giang Tư xa xôi đến sao? Ngay cả chén trà cũng không có à? Doãn thư cười gần, bất giác lùi về phía sau nửa bước, trong lòng cô ta vẫn có chút sợ Giang Hải. Bằng cách này, phản Cương bên cạnh cô ta giống như nhân vật chính. Ha ha! Giang Hải, thật không ngờ mày thực sự dám đến. Ngày nay năm sau sẽ là ngày rỗ của mày. Giang Hải thực sự nghĩ rằng bản thân cô địch sao? Ở đây là danh quật, là thiên hạ của nhà họ Doãn. Một chút thủ đoạn của Giang Hải mà dám lên mặt, không biết trời cao đất dày. Giang Hải thì đã làm sao, lúc này Doãn thư có những cao thủ như Phàn Cương, anh ta nhất định sẽ gặm Giang Hải đến cái xương cũng chẳng còn. Giang Hải, anh có biết đây là ai không? Doãn thư bật cười điên dại. Cô ta hận Giang Hải đến tận xương tủy, hôm nay, không phải Giang Hải chết thì là cô ta chết, cô ta muốn tận mắt nhìn thấy Giang Hải sẽ chết thảm như thế nào danh con họ giang kia nếu mày đã tự mình chủ động tìm chết cũng coi như giúp tao tránh được một phiền phức anh là ai giang hải quay đầu lại chú ý đến phàn cương cổ võ giả gần đến cổ võ giả đại thành người này không hề đơn giản tuy nhiên giang hải không quan tâm phàn cương chẳng qua cũng chỉ là con kiến có tí sức mạnh mà thôi tao là ai mày không cần phải biết đi mà hỏi diêm vương phàn cương liên tục cười chế nhạo Giang Hải trẻ như vậy, xem ra cũng bình thường thôi. Cho dù là có chút năng lực, theo anh ta thấy, có thể thắng Doãn Thư, nhưng cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi. Không ngờ Doãn Thư lại cầu xin mình giết một con gà thế này. Đừng có nhiều lời, dành con, xem ra mày không phục, hay là chúng ta đấu một trận. Kim Thâu đứng sau Giang Hải có chút tức đến đứng không vững. Kiêu ngạo, đúng là không biết giới hạn, lại còn dám nói với anh Giang những lời này đúng là không sợ chết. May, không xứng. Phàn Cương vẫy tay nhìn 10 người anh ta mang tới. Lần này Giang Hải đến chỉ đưa theo 30 người. Thật là nực cười, chẳng lẽ chỉ cần 30 người này có thể đấu với gần trăm người của bọn họ sao? Càng buồn cười hơn nữa là Kim Thâu và những người khác, vừa nhìn đã biết chỉ là mấy tên xã hội đen lèo tèo không làm được trò chống gì. Ngóa mày! Kim Thâu nổi giận mắng một câu, chuẩn bị xuông ra. Giang Hải biết Kim Thâu không phải là đối thủ của anh ta và còn lâu mới đủ khả năng. Ngay cả khi có sử dụng chiêu kết hợp tấn công, mấy người cùng nhau xông lên, trước mặt Phàn Cương cũng chỉ như chó gà đánh nhau. Phàn Cương hừ một tiếng, giết hết 30 cái đầu lợn này, anh em cần đến 10 phút không? Anh ta nhìn người người cao thủ, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Một phút là đủ. Trong số 10 người, một người nói, mặt không biểu cảm nhìn Giang Hải như đang nhìn người chết phàn cương ôm chặt doãn thư cười nói doãn thư đừng quên chuyện chúng ta đã thương lượng với nhau doãn thư chuyển động cơ thể khóe môi nở nụ cười quyến rũ nếu anh có thể đánh giang hải đến tàn phế rồi giao cho em em sẽ tăng gấp đôi điều kiện cho anh thật sao phàn cương hít sâu một hơi anh ta hận không thể đẩy cô ả này xuống sau đó làm một số chuyện vui vẻ ngay tại đây em nói rồi chỉ cần bắt sống anh ta rồi giao cho em doãn thư vô cùng căm hận giang hải nếu có thể cô ta muốn bắt nhốt giang hải rồi sẽ hành hạ và giày vỏ anh để giang hải chết thì dễ cho anh quá bắt được giang hải cô ta sẽ đi bắt cố uyển như lại để cố uyển như nhìn giang hải bị làm nhục và để giang hải thấy cố uyển như sẽ biến thành một người phụ nữ mà ai cũng có thể cưỡi lên được cũng giống như giống như giang hải đối xử với cô ta khi đó cho cô ta uống thuốc khiến cô ta mất đi lý trí, chìm trong ham muốn dục vọng, hoàn toàn biến thành một cái xác không hồn. Được, vậy anh sẽ xử lý nó trước, rác rưởi còn lại thì giao cho bọn họ xử lý. Nói những lời này, bàn tay của Phàn Cương cũng không ngừng cấu véo lên mông của Doãn Thư, làm cô ta đau điếng người. Doãn Thư cười to, mặc dù lúc này cô ta bị Phàn Cương làm nhục, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Giang Hải sắp chết, khác với sự bình tĩnh của Phàn Cương và những người khác. Trong ánh mắt của Kim Thâu và những người còn lại lại mang theo vẻ phấn kích. Sắn tay áo lên chỉ đợi Giang Hải ra lệnh. Giang Hải vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay sau lưng, đứng im lặng nhìn Doãn Thư. Vừa bước vào anh đã phát hiện ra, Doãn Thư đã biến thành một người khác. Trước kia cô ta là một cô gái không thần thục, không liên quan gì đến thực lực của bản thân. Bây giờ, Doãn Thư đã là một quả đào chín mọng, véo một cái đã ra nước, hơn nữa bộ ngực cũng đầy đặn hơn nhiều. Mới bao lâu đâu chứ, vậy mà đã hoàn toàn kích hoạt được cái gen dâm đáng trong người Doãn Thư rồi. Doãn Thư lớn tiếng nói, Giang Hải, nếu hôm nay tôi giết được anh, ngày mai tôi sẽ cho người đến san bằng thành phố Giang Tư. Tôi sẽ chờ. Tôi sẽ bắt cố huyền như để cô ta xem anh sẽ chết như thế nào. Và để anh thấy cô ta biến thành con đàn bà đê tiện thế nào cũng giống như tôi đã từng đối xử với cô à giang hải cười lạnh nhạt trong ánh mắt hiện lên một luồng sát khí ai nhằm vào anh cũng được tuy nhiên nếu dám nhằm vào cố uyển như thì giang hải tuyệt đối không bỏ qua cố uyển như là một người rất lương thiện chỉ cần ai có mưu đồ với cô ấy thì đều đáng chết anh phàn đã đến lúc anh ra tay rồi phàn cương không hành động nở nụ cười còn gọi anh phàn cơ à anh yêu bắt sống anh ta cho em đi Doãn thư ưỡn hẹo, một tay đặt lên ngực phản cương vẽ vòng tròn, dần dần lướt xuống dưới cho đến khi chạm đến dưới thắt lưng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 250